Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, hổ dữ chẳng ăn thịt con. Vì vậy, cái chuyện bán con để lấy tiền trả nợ là chuyện người đời luôn phỉ nhổ. Điều tồi tệ trong câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ nghe còn hơn thế nữa. Khi mà có một người đàn bà bán con cho chính chồng mình, câu chuyện chứa đầy những tình tiết trái ngang như chính cuộc sống vốn dĩ phức tạp này, minh ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cuộc đời của mỗi con người tựa như một bức tranh ghép rộng lớn, khi đi qua từng sự kiện trong cuộc đời của mình giống như việc họ ghép vào những mảnh ghép còn thiếu để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Khi miếng ghép cuối cùng được lắp vào, bức tranh cuộc sống hoàn mỹ đã hoàn thành rồi. Nguyệt là một cô gái bị mẹ bỏ rơi khi mới 5 tuổi. Trong ký ức của cô, khuôn mặt mẹ chỉ còn là những nét nghịch ngoạc mơ hồ. Đã quá lâu rồi, Nguyệt chưa được gặp mẹ. Cô không biết mẹ có nhớ đến. Ở nơi này, vẫn còn hai đứa trẻ nhỏ, hằng đêm đều mơ ước được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Nguyệt chỉ mới 5 tuổi, đã phải sắm vai, vừa là người cha, vừa là người mẹ để chăm lo mọi thứ cho em gái. Cha đã là một người vô tâm, có tính bạo lực lại chỉ biết chè chén nhậu nhẹt Ngoại thì ở xa không thể tìm đến Còn nội sát bên thì cũng lạnh lùng vô cảm như cha Nguyệt chỉ có thể đi xin từng chén cháo loãng để cho em gái ăn Nguyệt từ một cô bé ngây ngô không biết gì Dần dần trở nên trưởng thành từ hành động đến suy nghĩ Năm Nguyệt 7 tuổi một người hàng xóm thấy đứa trẻ này đáng thương nên gom góp tiền để cho Nguyệt được vào lớp 1 mặc trên mình chiếc áo trắng tinh khôi giống bạn bè cùng trang lứa nguyệt vừa mừng vừa tuổi nhưng khi nhìn qua em gái ốm tong ốm teo cần mình chăm sóc nguyệt vực dậy tinh thần cố gắng lên từng ngày mỗi ngày nguyệt đều cố gắng phân chia thời gian thật hợp lý để vừa đủ thời gian học bài vừa có dư giả thời gian đi làm việc vặt vãnh để kiếm tiền năm nguyệt chín tuổi Cha sau những năm tháng bê tha, hồ đồ, bỗng dưng chứng chạt, nghiêm túc thấy rõ. Nguyệt không hiểu vì sao, cha lại thay đổi lớn đến thế. Nhưng cô không dám hỏi, tự âm thầm suy diễn trong lòng, rồi lại vui vẻ do những mơ tưởng đó. Nguyệt tự hỏi, phải chăng là cha đã thay đổi suy nghĩ rồi, muốn quan tâm chị em cô cho nên mới như vậy? Nguyệt vui vẻ về những ảo mộng không thể thành sự thật, rồi ngày ngày vẫn phải gồng mình gắng đỡ mọi thứ. Nhìn cha ngày nào cũng đi sớm về trễ, Nguyệt nghi ngờ những điều cô đã nghĩ trước đó có đúng hay không. Một lần tò mò, Nguyệt không nhịn được lên tiếng hỏi cha. Tiếng nói lý nhí toát ra từ trong cổ họng. Cha ơi, cha có thương tụi con không? Một đứa trẻ đã sống trong cảnh côi cút thiếu hụt tình thương quá nhiều, nay chỉ mong muốn bám víu vào đâu đó có thể cho bọn chúng ấm áp. Cảnh cây gỗ của Nguyệt là cha cô chỉ muốn một lời an ủi dù chút đó có là lời nói dối đi chăng nữa người đàn ông rõ ràng đang rất vui vẻ khi nói chuyện điện thoại nhưng khi tiếng nói yếu ớt của đứa trẻ vừa mới vang lên những đường nét giãn nở trên khuôn mặt rất nhanh đã nhíu lại bên trong ánh mắt đó nguyệt nhận ra được sự ghét bỏ và khó chịu ánh mắt này cô đã quá quen thuộc nhưng không hiểu vì sao lần này nguyệt lại không thể thản nhiên như khi đối diện với những ánh mắt giò xét từ người khác trong lòng Nguyệt thột thẫn còn xen lẫn cả cảm xúc đau đớn thắt lại Nguyệt không hiểu cha có thể vui vẻ cười đùa với những người khác thậm chí là ôm ấp chơi đùa với cháu con nhà hàng xóm nhưng hai đứa trẻ con ruột thịt của mình ông lại chưa từng một lần dịu dàng đối xử những ký ức về cha trong tâm trí của Nguyệt đều là hình ảnh khi cha say rượu đánh đập hai chị em cô lúc nào cũng là sự bất mãn và căm ghét khi ông nhìn hai chị em nguyệt nghĩ đến đây nguyệt tự dưng lại không dám đặt niềm tin quá nhiều vào cha mình nữa cô nghĩ mình đã đoán được câu trả lời của cha sẽ là gì đúng như cô dự đoán ông lạnh lùng nhìn hai chị em cô gằn giọng bảo biến đi tiếng nói như sấm rền lại lạnh giá thấu xương ấy làm cho nguyệt sợ hãi cũng làm cho nguyệt càng thêm chán nản với cuộc sống ở đây. Nguyệt vội vàng ôm lấy em gái, nhanh chóng bỏ chạy khỏi tầm mắt của cha. Cô biết rõ tính cách cha làm người nóng nảy. Cô còn dám chần chừ làm chướng mắt ông thì chắc chắn sẽ phải nhận lấy một trận đòn roi tàn nhẫn. Nguyệt vội cõng em gái chạy đến gốc cây khế đằng sau nhà hàng xóm. Đặt em gái ngồi ngay ngắn trên đất, cô mới mỏ mẫn leo lên cây hái trái. Hai chị em đều đã đói bụng, đành phải ăn cái này để cứu vãn cho cái bụng đang xéo cồn cào. Hôm nay, Nguyệt không có việc gì làm, cũng không ai sai vặt cô chuyện gì nên không có đồ ăn. Hai chị em đành chịu đựng qua được lúc nào hay lúc đó. Ngay khi nửa trái khế vừa xuống khỏi miệng, đằng xa đã vang lên tiếng hét của một cô bé gái. Mẹ ơi, mẹ, con chuột lại đi ăn cắp trái cây kìa mẹ ơi. Cô bé này cũng trạc tuổi của Nguyệt, nhưng ăn mặc lại sạch sẽ hơn cô rất nhiều. Trên đầu còn có hai bím tóc nhỏ cột chiếc nơ hồng xinh xinh. Nguyệt giật mình, làm rơi cả nửa trái khế đã ngăn dở, sợ hãi, quay phát lại nhìn cô chị gái họ đang mách lẻo kia. Từ đằng sau chị họ, Nguyệt nhìn thấy bác hai của mình đang cầm cái roi tre hùng hục đi đến. Nguyệt biết rằng mình lại sắp phải ăn đòn nữa rồi. Cô để em gái né sang một góc, Lúc này mới từ từ nhích đến gần chỗ bác hai Đang đứng Nguyệt lý nhí mở miệng Dạ, dạ bác hai Người bác hai này Đã qua tuổi 30 Dù tuổi còn trẻ Nhưng trên mặt lại in rõ dấu vết Mà năm tháng đã qua đi Khuôn mặt sạm nám Đầy khắc khổ và cay nghiệt Và ta liếc nhìn vài trái khế Nằm lăn lóc trên đất Do che chỉ vào bàn Nguyệt mắng Tao nói với mày là làm sao hả? Lãn nói là mày không được tái máy sở thói trộm đồ rồi mà Mày muốn cho cả dòng họ này mang tiếng mày mới chịu phải không Vừa nói cánh tay thô kệch của bác ta vừa vung lên Nguyệt nhìn ra thịt từ từ đỏ lựng Dù rất đau nhưng cô lại cố gắng cắn chặt răng chịu đựng Cô mà dám ho he một tiếng sẽ càng làm bác hai điên tiết nhiều hơn Bác hai vứt cái roi tre đã tư đầu Nằm lăn lóc trên đất Lít xéo Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói Lần sau tao còn nhìn thấy mày trộm đồ nữa tao đánh cho mày tàn phế để mày không táy máy tay chân bác ta hất mặt hờ lạnh quay người dắt theo con gái trở về nhà hoàn toàn bỏ mặc không thèm quan tâm đến sống chết của nguyệt ở sau lưng nguyệt đợi khi không còn nhìn thấy bác hai nữa mới dám thở dài ngồi bệt xuống đất cô đưa tay sở lên vết thương trên người của mình thở phào về đều là những vết thương ngoài da vài ngày nữa sẽ lành lại bị đánh từ bác hai giết Nguyệt cũng quen rồi, nhưng cô không biết vì sao bác hai lại căm ghét cô nhiều đến như vậy nữa. Chỉ vì cô có vẻ ngoài giống mẹ hay sao? Nguyệt biết được chuyện bác hai ghét mẹ cũng là do tình cờ cô nghe được thím ba và thím tư nói chuyện với nhau. Hóa ra trước đây, mẹ cô và chồng bác hai từng có một thời gian yêu nhau. Người đàn ông đó yêu say đắm mẹ Nguyệt, còn bác hai là yêu điên cuồng người đó không biết lý do vì đâu mẹ nguyệt lại lấy ba cô còn người đàn ông kia lại trở thành chồng của bác hai bí mật trong quá khứ cứ thế bị chôn vùi sau đó hôn nhân của bác hai cũng không êm ấm như bác hai mong muốn vợ chồng lục đục tối ngày cãi vãi nhau chồng bác hai đối xử với vợ rất lạnh nhạt không qua mấy năm người đó bị bệnh qua đời nhưng cho tới lúc lìa xa cõi đời này bóng hình trong tim người đàn ông đó chỉ có một mình mẹ của nguyệt mà thôi ông ta không hề bố thí chút xíu tình cảm nào dành cho vợ và con mình bác hai từ đó càng thêm sinh hận với mẹ của nguyệt chỉ chiết châm ngòi tình cảm vợ chồng của em trai để ông ta về nhà kiếm chuyện đánh đập vợ của mình mẹ nguyệt sống không nổi những tháng ngày khổ sở vừa chịu đau thân xác còn phải chịu đựng áp lực tới từ gia đình nhà chồng tới một ngày sức chịu đựng đã vượt qua giới hạn mẹ nguyệt cắn răng bỏ lại con thơ trốn khỏi ngôi nhà như ngục tù đầy đọa đó bà đã giải thoát được cho bản thân mình nhưng lại không biết những bất hạnh ấy vẫn sẽ chuyển hết sang hai đứa con thơ dại của mình vì sự nhu nhược ích kỷ đó của mình bà đã hủy hoại chính tương lai con của bà nguyệt nghe được đầu đuôi cũng cái hiểu cái không ghi nhớ trong đầu cô từ đó không còn trách mẹ nữa thì mong ước làm sao có thể nhanh chóng tìm lại được mẹ để mẹ cũng giải thoát cô ra khỏi cái nơi khốn khổ này cái tên chuột thô bỉ đó cũng là từ người bác hai này đã đặt cho cô nó hàm chứa tất cả sự căm khét và hận thù của bác ta đối với con cái của người đàn bà đã cướp mất chồng mình ngồi dựa lưng bên gốc cây khế nhìn những chùm hoa màu hồng màu trắng sen kẽ khẽ đung đưa gió thổi vi vu làm mát dịu lòng người nguyệt nhìn bầu trời trong xanh và từng cụm mây trắng cầu mong cho những ngày tháng khốn cùng này hãy mau chóng qua đi hai tháng sau cha nguyệt và người phụ nữ cùng ông nói chuyện điện thoại lần trước chính thức về sống chung một nhà hai người không có làm đám rình rang bày một hai mâm tiệc nho nhỏ để họ hàng thân thuộc chứng kiến mà thôi người phụ nữ đó đã có một đứa con trai nhỏ hơn bé Châu 2 tuổi. Nguyệt không được phép tham gia những lúc như thế này. Đứng núp trong góc đằng xa, Nguyệt len lén, nhìn nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi của cha, rồi nhìn cha yêu chiều, bế bổng cậu bé con riêng của vợ mới trên tay, cảm thấy trong lòng xót xa vô cùng. Nhìn sang em gái nhỏ gầy yếu của mình, Nguyệt không kiềm được muốn rơi nước mắt. Số phận của hai chị em cô, sao lại khổ sở đến mức độ này? cuộc sống luôn không công bằng có thể bạn sẽ là người thiếu may mắn bị trở thành mảnh ghép lỗi lẫn trong hàng ngàn mảnh ghép hoàn chỉnh sự khác biệt rõ ràng và không thể ăn khớp với bất kỳ mảnh ghép nào muốn tìm được mảnh ghép khớp với mình là điều không hề dễ dàng nguyệt đang trông em ngoài sân thì nghe tiếng dì nga gọi vọng từ trong bếp tuột mày vào đây đem cái này qua cho bác hai dì nga là vợ mới của cha đưa một bát thịt kho sóng sánh thơm phức cho Nguyệt, dặn dò rất kỹ lưỡng. Nguyệt khẽ nuốt nước miếng vâng dạ rồi cẩn thận bưng bát thịt qua nhà bác hai, nằm cách một bờ rào. Mùi thịt kho thơm nồng nàn, cứ theo cơn gió phảng phất trong không khí, dụ hoặc vào sâu nội tâm của Nguyệt. Nhìn miếng thịt mỡ nạc đan sen, Nguyệt cố kìm chế bản thân, không đưa tay bóc lấy. Từ khi cô trí nhớ đến nay, Nguyệt chưa từng được nhấm nháp hay cảm nhận hương vị của miếng thịt bao giờ. Hương vị này không biết có giống như trong tưởng tượng của Nguyệt hay không. Gần đến cổng rào tre nhà bác hai, Nguyệt nhìn thấy chị bé ngồi chơi đồ hàng một mình trước cửa. Chiếc giỏ nhựa nhỏ xinh trong tay chị bé đang cầm thu hút sự chú ý của Nguyệt mất mấy giây. Ai cho mày vào nhà tao? Vừa nhắc trông thấy Nguyệt, chị bé đã vội vàng vứt đồ chơi đẹp đẽ trên tay xuống đất, hấp tấp đến trước mặt chị Nguyệt chặn cô lại không cho vô nguyệt bị chặn đứng sững lại cô lên tiếng giải thích chị nga kêu em mang đồ ăn qua cho bác hai chị cho em vào đưa đồ cho bác nguyệt muốn bước sang bên cạnh để đi vào chị bé lại bước theo chặn trước mặt cô chị ta hất hàm kêu căng nói tao không cần biết thứ bẩn thỉu như mày không được vào nhà tao mày muốn đưa gì thì đưa đây cho tao tao tự mang vào cho mẹ nguyệt trần trừ không biết cô nên đưa cho chị bé không nhưng chị ta cứ cố tình ngăn cản trước mặt cũng không còn cách nào khác đành sao bát thịt lại cho chị ta nguyệt trở về nhà thấy em gái đang cọng cụi bưng chén cơm mẻ ngồi trên cổ gạch sau bếp ăn cha dì nga và con trai dì ấy đang ngồi ăn cơm trên nhà bé châu vừa thấy chị vui vẻ đưa chén cơm nguội không cho chị gái muốn nhường cho chị ăn nguyệt đau lòng xoa đầu em gái không nỡ chia sẻ chén cơm trắng hiếm hoi nhường cho em gái ăn hết buổi sáng hôm sau Nguyệt đến trường đi học, chưa về, phụ dì Ga nhọn dẹp nấu cơm. Nếu chiều dì Nga bận việc, Nguyệt sẽ giúp dì Nga chăm sóc con trai. Để có cơm ăn, Nguyệt chỉ có thể giúp dì Nga mọi việc. Dì Nga tuy không xem hai chị em Nguyệt như con ruột mà đối đãi, nhưng ít nhiều gì cũng không mang lòng căm ghét hay thù địch thì em cô đến mức muốn tống cổ đi cho khuất mắt. Chị em Nguyệt vẫn có thể ở lại đây tạm bỡ sống qua ngày Hôm ấy, Nguyệt đang giúp dì Nga chăm cu nhóc kia ăn cơm. Dì Nga từ bên ngoài sòng sọc đi vào trong nhà, lôi Nguyệt ra ngoài rồi ném thẳng xuống đất. Nguyệt thấy dì Nga có vẻ giận dữ, không hiểu bản thân phạm phải lỗi gì mà khiến dì Nga tức giận đến vậy. Suy nghĩ lại, thì cả ngày hôm nay, cô đều không bước chân đi đâu nên không rõ ràng chuyện này. Dì Nga nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Nguyệt, tức giận quát. Hôm bữa, tao bảo mày đem bắt thịt kho qua cho bác hai, mày có đem không? Nguyệt dù rất kinh ngạc, nhưng cô vẫn thành thật trả lời Dì Nga, dạ có ạ, à? con đã đưa qua cho bác Hai rồi. Dì Nga biểu cảm càng thêm tức tối, nhưng tại sao bác Hai nói là mày không có đem qua, nói thật đi, mày ăn vụng hết rồi đúng không? Nguyệt không nghĩ bản thân lại bị vu oan như vậy, cô vội vàng lên tiếng giải thích cho bản thân, không có đâu ạ, à? hôm đó con đã đem qua nhà bác Hai rồi, con có đưa cho bị chị bé mà, chị bé còn nói chị sẽ cầm vào cho bác Hai. Dì Nga nhăn nhó Nhưng không tin vào những lời giải thích của Nguyệt Hiện tại dì Nga đã rất tức giận Dì ta chửi mắng Nguyệt rất nhiều Buông lời cảnh cáo Mày tốt nhất nên thành thật Nếu đi chuyện này tiếp diễn thêm lần nữa Mày chết với tao Nguyệt sợ hãi co rụt người lại Im lặng nghe hết những lời lẽ mắng nhất của dì Nga Đợi khi dì Nga quay người bỏ đi Nguyệt mới dám thở một hơi Nguyệt nhớ rất rõ ràng Mình đã đưa chén thịt qua nhà bác hai Như những gì dì Nga dặn Vậy mà bác Hai lại nói không nhận được, lúc đó cô đưa cho chị Bé, không lẽ chị ta không đưa cho bác Hai? Nguyệt suy đoán, có thể đây là âm mưu của chị Bé, cố tình làm vậy để chơi xấu cô, chị Bé luôn không vừa mắt Nguyệt, làm vậy có lẽ là để thỏa mãn bản thân. Với 11, 12 tuổi, chị Bé đã bộc lộ ra bản tính là một người tâm cơ và thâm độc. Nguyệt đi tìm chị Bé để phân bua, muốn chị ta phải giải thích rõ ràng chuyện này. Tao không nhận được cái gì Tao không biết mày đang nói nhảm cái gì Chị bé một mực khăng khăng không chịu nhận Nguyệt nhìn chị ta bất lực không thôi Cô không nghĩ chị bé có thể cháo trở một cách lộ liễu như vậy Nguyệt muốn phân rõ phải trái Nhưng chị bé cắn chặt răng không chịu thừa nhận Không kiềm chế được Cô vươn tay đẩy vai chị ta Vì không kiểm soát được lực Nên Nguyệt đã ra tay hơi mạnh Làm cho chị bé ngã nhào trên đất hai bàn tay và đầu khối của chị bé bị đất đá quệt rách, rất nhanh liền xuất hiện vài tia máu đỏ li ti. Trong sự ngỡ ngàng của Nguyệt, chị bé gào to như tê tâm liệt phế, vừa la làng vừa chửi mắng Nguyệt thậm tệ, đồ con hoang, mày dám đẩy làm tao chảy máu, tao sẽ mét mẹ tao đánh mày, con chó, con chó. Tiếng chửi bới của chị bé đã làm bác hai đang xem tivi trong nhà hốt hoảng, nghe giọng la hét của con gái cưng, bác hai vội vàng từ trong nhà đi ra. Thấy con gái mình toàn thân bị lấm lem bụi đất, bác hai không cần biết chuyện gì đã xảy ra, hùng hổ đi tới, tát một cái đau điếng vào mặt Nguyệt. Còn danh này, mày dám làm chị mày ra nông nỗi như vậy hả? Ai dạy cho mày cái tính côn đồ đó? Bác hai trợn mắt, bàn ta liên tiếp hạ thêm vài cái nữa, làm nửa bên mặt của Nguyệt sưng tới lên. Mắt Nguyệt nổ đom đóm, mãi một lúc sau, cô mới hoàn hồn, định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình, Nguyệt lắp bắp phân minh. Không, không phải đâu bác hai, con không có đánh chị. Bác hai nào thèm quan tâm đến mấy lời giải thích vô nghĩa đó của Nguyệt. Bác ta trợn mắt, hất tay quát lên với Nguyệt. Cầm đi, mày còn nói nữa là tao xé rách miệng mày. Cút ngay, mày không được lảng vảng trước nhà của tao nữa nghe không? Biến. Nguyệt nhìn biểu cảm sữ tợn trên khuôn mặt bác hai, sợ hãi, cô lùi bước rồi vội vàng xoay người, nhanh chân bỏ chạy. Tìm được một mõm đá gồ, Nguyệt không còn sức, thả người ngồi xuống xoa nhẹ vết thương trên mặt, cô cảm thấy vừa tủi thân vừa uất ức vô cùng. Tại sao? Chị bé rõ ràng là người sai, cô mới là người đúng. Tại lại chỉ có chị ta được bảo vệ tin tưởng. Ai cũng có cha có mẹ, được bảo bọc trong vòng tay ấm áp vững chãi đó. Còn cô, cô không có cha, lại chỉ có thể lùi thổi một mình, tự tìm cách bảo vệ bản thân, gồng mình, chịu đựng tất cả. Thật sự rất mệt mỏi, Cô không biết có cách gì mới có thể giải thoát cho số phận nghiệt ngã của hai chị em cô. Những lúc tuyệt vọng như thế này, Nguyệt chợt nghĩ đến mẹ, cô còn có hy vọng là mẹ mà, nếu tìm được mẹ, có lẽ mẹ sẽ đứng lên bảo vệ cô, như những bác hai hay gì nga. Cô phải nhanh mau tìm được mẹ. Năm tháng dần trôi qua, Nguyệt năm nay đã 12 gần 13 tuổi rồi, có rất nhiều chuyện cô đã dần dần hiểu rõ. Gia đình bên nội thật sự rất lạnh lùng ai cũng sống theo kiểu nhà ai biết chuyện nhà đó, sẽ không bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai, kể cả người thân ruột thịt. Đến cả chị em trong nhà với nhau, họ còn tính toán, chia ly từng thứ. Một đại gia đình đều máu lạnh như thế, thử hỏi ai dám đứng ra, tốt bụng hỏi han quan tâm đến chị em Nguyệt. Đã nhờ không được, Nguyệt phải tự lo lấy cho mình và em thôi, sẽ chẳng trông cậy được vào ai cả. Thằng nhóc Bi thật sự rất phá, Nguyệt chăm nó dùm cho dì Nga rất vất vả. Nó chỉ nhỏ hơn bé Châu 2 tuổi, vậy mà tính cách lại rất hỗn láo và sắc sược. Hoàn toàn trái ngược với bé Châu, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Thằng nhỏ này rất ngỗ nghịch, lại hay lươn lẹo, chuyện ăn vạ và đổ thừa cho người khác. Tính cách nó và chị bé không khác nhau là bao. Nhiều lần Nguyệt bị dì Nga đánh cũng vì nó. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã xuất hiện. Dù cho Nguyệt cố giải thích thế nào thì lỗi vẫn nằm ở cô. Nguyệt nhận ra được, do lời giải thích của mình sẽ không có tác dụng. Những người ở đây sẽ không ai chịu để tâm những lời cô nói. kể cả người cha ruột thịt của mình bị đánh nhiều cũng thành quen. nhiều lần như vậy, Nguyệt xem việc bị đánh như việc gì đó rất nhỏ, không đáng nhắc tới. roi quất vào người chỉ đau lúc đó thôi. đợi có vài ngày là sẽ hết. Nguyệt cũng không còn rơi nước mắt, khóc lóc trước những con người vô tình đó. Cô tự biết trước mắt của mình không có giá trị với những người này. Có khóc cũng không ai động lòng mà thương xót cho cô. Tuột, mang cái này ra đằng sau đồi vứt đi. Thì Nga chỉ ra đống xác đã bốc mùi hôi thối. Sai Nguyệt mang ra bãi xác sau đồi. Tạ gì? Nguyệt làm những công việc này đã quen rồi. Cô không ngần ngại cúi người vác bao xác đã bốc mùi hôi trên lưng. Mặc kệ cả nước bẩn từ trong bao xác dính vào quần áo. Nguyệt càng ngày đang trở nên trầm mặc lầm lì và ít nói hẳn ngoài bé trâu ra cô không còn tự động mở miệng nói chuyện với người khác ai sai gì thì cô làm đó không cãi lại cũng không phân trần tối đến sau khi đã làm xong mọi việc nguyệt và em gái sẽ ra cái sạp được cây sau bếp nằm ngủ trên nhà trên tiếng cười đùa của cha khi chơi với thằng bi thật vang vọng bên trong tiếng cười khúc khích vang lên không ngừng đó rõ ràng sự vui vẻ và ấm áp và một gia đình nên có. Nhà trên thì ấm cúng như vậy, nơi xó bếp của chị em Nguyệt lại lạnh lẽo, đơn độc như thế. Hai khung cảnh trong một bức hình là hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược, đối lập với nhau. Hôm nay, nhà dì Nga có khách là vài người làm việc cùng cha và anh em bên nhà dì Nga đến chơi. Tiệc tùng nhậu nhẹt xôm giả, ăn uống rất linh đình, nhà trên nhộn nhịp tưng bừng, mùi đồ ăn nóng hổi, thơm ngon, lan tràn hết từng ngóc ngách xung quanh xóm nhỏ. Những món ăn vừa lạ lại đẹp mắt Nguyệt chưa từng thấy bao giờ, nó hấp dẫn quá mức, làm cho cô đứng nhìn nuốt nước miếng liên tục, thòm thèm. Hai đứa mày biến đi chỗ khác, đừng có ở đây không người ta thấy, lại cười tao với ba mày. Đợi khi nào tiệc xong, rồi về đây dọn dẹp, biết chưa? Dì Nga nói, ánh mắt đang đặt trên những đĩa đồ ăn đủ màu sắc của nguyệt đầy lưu luyến bị ép thu lại nguyệt rụt rè không dám chống đối gật đầu vâng dạ kéo em gái lánh đi chỗ khác hai chị em nguyệt bị dì nga cấm không được làng vàng gần nơi nấu đồ ăn cũng không được phép xuất hiện trước mặt mọi người hai chị em không còn nơi nào để đi đành đi đến bãi rác sau đồi hái ổi ăn lấp bụng hai chị em nguyệt không dám cãi lời dì nga vì sợ hãi những chiêu trò độc ác của dì nếu cả hai dám không vâng lời nhìn bên ngoài dì nga có vẻ nhẹ nhàng lại dịu dàng là thế nhưng những đòn roi của dì ta đều rất thâm hiểm và đau đớn ở cùng nhau lâu rồi nguyệt đã có được trải nghiệm nên rất sợ dì ta cô không dám làm trái lời cũng sợ em gái nhỏ không hiểu chuyện sẽ chọc giận gì buổi tiệc hôm ấy kéo dài rất lâu Thời đã ngả chiều, trong nhà vẫn còn tiếng rôm giả nói chuyện của bạn bè của cha, đều là đàn ông trung niên và có sở thích trẻ chén giống cha. thì Nga vốn là người phụ nữ có chút nhan sắc, lại thêm trắng trẻo nên càng hút mắt nhìn hơn. Khác với phụ nữ nơi đây đen nhẻm, cơ thể lúc nào cũng có mùi ngai ngái chua chua của mồ hôi. Dì Nga lại lúc nào cũng thơm ngát mùi sữa tắm ở nơi xóm nghèo ai cũng xề xòa dì nga lại như con thiên nga Bị lạc trong đàn gà Luôn nổi bật bắt mắt Những người đàn ông này Khi rượu vào rồi lời nào cũng dám nói Có người còn không kiêng nể Buông lời cợt nhả với dì Nga Dì Nga dù rất khó chịu Nhưng không tiện lên tiếng chỉ trích Đành cượng cười nút giận Cha nghe thấy cũng không vui vẻ gì Nhưng cả nể bạn bè của mình Ông đành nói nhỏ bên tai dì Nga thế em phải trong với con đi ở đây để anh tiếp chuyện muốn dọn dẹp thì kêu con chuột vào đây mà làm em không cần nhúng tay Dì nga gật đầu với chồng liếc mắt nhìn những gã đàn ông thô bỉ kia đứng dậy lánh mặt đi vào trong Dì nga đi một vòng sau nhà không thấy Nguyệt đâu liền lớn tiếng gọi chuột con chuột đâu rồi Nguyệt vừa nghe tiếng Dì nga gọi vội vàng từ trên cây ổi nhảy xuống nhanh chân chạy về thấy Nguyệt người ngợm bẩn thỉu chân chân còn dính sình đen dì nga nhăn mặt khó chịu mày rửa tay chân sạch sẽ rồi lên nhà dọn dẹp chén bát bẩn xuống rửa sạch đi phân phó xong dì nga xoay người đi vào buồng trong với thằng bi nằm ngủ nguyệt nhìn chân tay mình ngoan ngoãn nghe theo lời dì nga đi rửa sạch sẽ bước lên nhà trên nguyệt thấy đông người lạ quá đâm ra sợ hãi cô cúi gằm mặt không dám ngẩm lên nhìn ai lầm lũi thu gom chén bát bẩn sự xuất hiện của nguyệt thu hút sự chú ý của những ông nhậu ở đó bao nhiêu ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô ai vậy một người không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi cha nguyệt tới một ánh mắt cha cũng không thèm dành cho cô thì nhàn nhạt đáp con gái tôi tiếng ồ ngạc nhiên đồng loạt vang lên vượt bị những tiếng đó làm cho kinh động càng thêm hãi hùng nhìn giống mẹ quá nhỉ không biết là ai nói tiếng cười cợt nhả vang lên trong lời nói ấy lại ẩn chứa một ý nghĩa nào đó như tỏ như mờ đề tài này nối tiếp đề tài khác một lát sau câu chuyện đã không còn chỉ chăm chăm vào nguyệt nữa sự chú ý đang đặt lên cô cũng bị những đề tài hấp dẫn khác chuyển rời đi nguyệt cảm giác những ánh mắt nóng rực soi mói vừa rồi đều đã rời khỏi người mình âm thầm thở phào trong lòng cô xoắn rén cẩn thận đem chén bắt bẩn xuống nhà sau một đống chén bắt này thật sự rất nhiều một mình nguyệt rửa hơn nửa tiếng mới sạch một nửa Nguyệt đang im lặng tập trung rửa bát, sau lưng thình lình vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Cháu là Nguyệt phải không? Chú trước đây có biết mẹ của cháu? Nguyệt giật mình vì giọng nói bất ngờ của người đàn ông này. Khi đã thấy rõ người đến, cô mới khượng gạo mím môi chào hỏi ông ta. Nghe đến chuyện liên quan tới mẹ, ánh mắt Nguyệt bỗng nhiên sáng lên một chút. Cô lén nút người đàn ông, có chút trông mong người này có thể cho cô biết một ít thông tin gì đó về mẹ. Nguyệt ngập ngừng, chưa biết mở lời như thế nào. Cô che giấu sự bối rối đó bằng việc cúi đầu lục tục rửa bát. Người đàn ông nhìn Nguyệt chăm chăm, khẽ nhích lại gần cô một chút. Chú với mẹ cháu, từng là hàng xóm của nhau, chú từng qua nhà ngoại cháu chơi rồi. Nguyệt khựng lại, động tác trên tay, kinh ngạc, ngước lên nhìn người đàn ông, lắp bắp hỏi. Chú, chú biết mẹ cháu sao? Đúng vậy, người đàn ông ngồi sát cạnh Nguyệt, đưa tay giúp cô vén lọn tóc con lòa xòa chất chán ông ta đột nhiên bật cười cháu nhìn giống mẹ cháu thật đấy nguyệt giật mình với hành động bất ngờ của người đàn ông cô nghiêng mặt né tránh bàn tay đang chạm vào mình nhưng ông ta nói chuyện với cô quá đỗi đàng hoàng nguyệt không mảy may nghi ngờ khi có một người lạ đột ngột tiếp cận mình chú chú có thể cho cháu biết chuyện của mẹ cháu không nguyệt muốn biết thông tin về mẹ chỉ có như vậy cô mới có thể mau chóng tìm được mẹ thôi người đàn ông háng giọng liếc mắt nhìn xung quanh đáp ứng nguyệt được chứ ông ra nhìn ngó một vòng sau đó mới quay sang nói với nguyệt chú sẽ nói với cháu nhưng ở đây không tiện chú sợ nói về những chuyện liên quan đến mẹ thì sẽ làm cha cháu tức giận cháu đi với chú rồi chú kể cho cháu nghe nguyệt ngây thơ không hề hay biết một âm mưu đen tối đang trực chờ cô đặt niềm tin hoàn toàn vào người đàn ông xa lạ người đàn ông có vẻ hài lòng đứng dậy đi trước dẫn đường dắt nguyệt vào một góc khuất hẻo lánh không mấy ai để ý hàng cây cao vút che khuất hết mọi ánh sáng, xung quanh tối đen như mực. Nguyệt thấp thỏm đi theo sau lưng người đàn ông, trong trí nhớ xuất hiện những hình ảnh lờ mờ của mẹ. Tới khi sự tỉnh, Nguyệt nhìn khung cảnh đen đặc bao phủ, nghi vấn hỏi người đàn ông. Sao lại phải đến chỗ tối như vậy chú? Bây giờ chú có thể nói với cháu về chuyện của mẹ cháu được không? Khuôn mặt người đàn ông ẩn hiện trong bóng tối, bản chất tồi tệ trong bóng đêm mới dần lộ ra. Nguyệt không hề hay biết, Đứng trước mình là một con quỷ độ lốt người, vẫn ngây ngốc đặt niềm tin vào ông ta. "Chú, chú, sao chú không trả lời cháu vậy?" Thấy ông ta mãi không trả lời, Nguyệt liên tiếng thúc giục, cô bước một bước lại gần ông ta. Ngay khi cô vừa kéo gần khoảng cách, người đàn ông như động vật ăn thịt vồ lấy mồi, chụp lấy Nguyệt, bàn tay ông ta siết chặt làm cô đau đớn. Nguyệt bị bất ngờ lớn giọng hét toáng lên. Ông ta sợ hãi, đưa tay lên bịt kín miệng bị Nguyệt, Nguyệt không cho cô phát ra âm thanh sợ thu hút người khác. Giọng nói khàn đặc tởm lợm của ông ta thầm thì bên tai cô. Cháu chịu chú một chút thôi, chú sẽ nói chuyện với mẹ cháu cho cháu biết. Ngoan nào, để yên chú làm việc. Giọng điệu dụ dỗ của ông ta thật gớm ghiếc. Nguyệt thấy bụng mình cồn cào, cô họng lợm lợm muốn phun ra thứ gì đó. Cô vùng vẫy quyết liệt, muốn thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Nhưng cơ thể gầy yếu, không thể đả động người đàn ông này một chút nào. Ông ta như thể rất gấp gáp. Ông ta không thể chờ nổi, vật người Nguyệt xuống nền đất ẩm ướt. Nguyệt hoảng loạn, càng thêm vùng vẫy điên cuồng, tóc tai đã rối loạn hết dính cả bùn đất. Cô cảm thấy bản thân mình lúc này thật bất lực, ấm ức, rơi nước mắt. Khi ông ta vừa buông lòng cảnh giác, Nguyệt chớp lấy thời cơ, đạp mạnh vào bụng làm ông ta đau đớn. Cú đạp mạnh không hề nhẹ của Nguyệt làm ông ta đau đến trợn trừng mắt. Ông ta bụng rên gì đau, tiếng xít thoát ra từ kẽ răng gã tiếng hét to làm kinh động đến những người xung quanh, tiếng bước chân rạp dạp vội vã chạy tới. Chạy tới đầu tiên chính là dì Nga và bác hai, theo sau là cha và những người đàn ông ngà ngà say khác. Thấy Nguyệt đang giấm dứt kéo lại áo che đậy mình, bác hai trợn mắt hét toáng lên. Ôi giời ôi, xem chuyện gì đang xảy ra đây này, mày đang làm gì vậy hả con điếm kia, mày lại muốn giống mẹ mày đi quyến rũ đàn ông đấy hả. Bác ta mở miệng, lại không hề nói ra được một câu nào tốt đẹp, còn cố tình tra đạp lên nhân phẩm của người ta. Sao mà trên đời này lại có loại người khốn nạn đến mức đó? Nguyệt uất hận, lại thêm tủi nhục, cô cúi gồm mặt, lặng lẽ khóc. Tiếng bàn tán chỉ trò của những người hàng xóm xung quanh, cộng thêm những lời lẽ cay độc và bởi buộc tội vô căn cứ. Nguyệt cảm thấy thế giới xung quanh, sao chỉ còn là một màu đen thăm thẳm, muốn hít thở thôi, sao cũng trở nên khó khăn như vậy. Nguyệt nghe được tiếng của người đàn ông bị ổi kia. Con nhỏ tự nhiên bảo, có chuyện muốn nói với tôi, Tôi tốt bụng đi theo xem có thể làm gì giúp nó không Ai mà ngờ con nhỏ này lại ghê gớm như thế Xin tiền tôi không cho Liền muốn quyến rũ tôi Không thành công thì dở thói ăn vạ chứ Một kẻ dùng lời lẽ xảo trá Vô căn cứ ấy Buộc tội một đứa trẻ Nhưng chớ trêu thay Những người ở đó không ai đứng ra thay mặt cô bé Nói ra một lời công bằng Họ không phản bác Còn đứng về phe kẻ thủ ác Quay sang chỉ trích người bị hại Từ nạn nhân Nguyệt đã trở thành người bản tính không chân thật Nguyệt không chấp nhận việc bản thân bị đổ vạ như vậy Cô tức giận hét lên với người đàn ông Ông nói láo là do ông dụ tôi trước Ông nói biết về chuyện của mẹ Nên tôi mới tin lời theo ông ra đây Ông đúng là một con quỷ độ lốt người Ông là một kẻ khốn nạn Nguyệt bất lực hét vào mặt người đàn ông Cũng muốn nói rõ để cho mọi người hiểu ra ngọn nguồn vấn đề Để mọi người không hiểu lầm cô nhưng một cô bé chưa tới 14 tuổi làm sao có thể nói lại miệng lưỡi của người trưởng thành. Chưa kể xung quanh đều là những kẻ mụ mị không phân xó phải trái trắng đen Anh Dũng thấy không Con gái anh đúng là một đứa trẻ không thành thật Nó ở với anh còn muốn âm thầm tìm hiểu thông tin của mẹ nó Sau này nó lớn rồi anh có thể trông cậy vào việc nó sẽ biết ơn anh hay sao Hay là nó lại đi theo mẹ nó Dũng là tên của cha Nguyệt Lời này của gã đàn ông vừa hay khơi dậy sự căm phẫn trong lòng của cha Lời khích bác này của đàn ông đã thành công châm ngòi hai mắt cha nguyệt đỏ lên đầy tức giận ngay khi ông ta vừa dứt lời cha hùng hổ trợn mắt đi đến chỗ nguyệt vung tay cho cô một cái tát tao cho mày ăn cho mày ở cho mày đi học mà mày còn dám giấu tao đi tìm con mẹ bội bạc của mày tao cũng sợ sau này mày lớn mày cũng bạc bẽo như con mẹ mày mới tí tuổi đầu đã học thói gian xảo lắt léo đó rồi tao phải dạy lại mày không mày ra ngoài lại làm mất hết mặt mũi của tao không biết cha vớ được ở đâu một cây roi to tướng thanh gỗ to như ngón tay cái, nện bịch bịch vào trên người của Nguyệt. Nguyệt không còn dư hơi sức để đi phân trần điều gì, cô chỉ lo tránh nhé những đòn roi tàn nhẫn rơi xuống như mưa của cha. Một số người xung quanh có lẽ cũng không đành lòng nhìn Nguyệt bị đánh đến tơi tả như vậy. Một vài người bắt đầu nhỏ giọng khuyên can cha Nguyệt. Ôi anh Dũng ơi, tha cho con bé đi, nó còn nhỏ dại mà, có chuyện gì thì anh nhỏ nhẹ khuyên cháu nó, chứ đánh như vậy có ngày hỏng mất thì sao, được rồi, đánh vậy là đủ rồi. Những người xung quanh nghe vậy cũng gật đầu tán đồng khuyên can cha Nguyệt. Nguyệt được cứu sống và những giây phút cuối cùng. Đợi khi mọi người giải tán hết, Nguyệt mới dám lê thân tàn, trở về nhà sau. Đống chén bát bẩn còn lại vài cái, nằm lăn lóc trên đất. Nguyệt đi qua, Thì liếc nhẹ một cái, không quan tâm nữa, mà đi đến chiếc giường tạm bợ của mình, nằm lên hiện tại cơ thể cô đang đau ê ẩm không còn sức lực bận tâm đến những chuyện khác nữa rồi đêm đó nguyệt lên cơn sốt nhẹ nhưng chị em cô làm gì có thuốc hạ sốt em gái nhỏ chỉ biết lấy nước cho nguyệt uống rồi ôm lấy chị gái mình hai chị em ôm nhau nằm trong chăn mà khóc ngoài bản thân mình ra chị em cô quả thật không có bất cứ thứ gì cả dù là vật chất hay là tình thân chị em cô thì còn có nhau để nương tựa. Chuyện của Nguyệt cứ nghĩ sẽ dần dần bị chôn và quên lãng. Nhưng không biết người ác nhân lắm miệng lại đem chuyện này kể ra ngoài. Ban đầu câu chuyện còn giữ được một chút độ chính xác. Sau lại một truyền mười, mười truyền trăm, tam sao thất bản. Câu chuyện ban đầu đã được biến tấu thành một tác phẩm kịch tính. Người trong câu chuyện cũng được thêm mắm, thêm muối. Hôm ấy, Nguyệt đến lớp một bạn nam cùng học lớp hớn hở kệ lại chỗ nguyệt ngồi cợt nhả nói to mày nhìn thấy cái đó của ông ta rồi hả to hay nhỏ vậy kể cho tao nghe với còn nít ở độ tuổi này đều rất tò mò về những chuyện thầm kín của người lớn thêm việc internet đang ngày một phát triển bọn chúng bắt đầu lên mạng tìm kiếm những tác phẩm văn hóa đồi trụy suy nghĩ ngày càng lệch lạc nói chuyện với nhau cũng không kiêng dè gì nguyệt bị hỏi bất ngờ không kịp phản ứng ớ người mắt chân chân nhìn cậu bạn nam không thấy nguyệt trả lời cậu ta liền sốt ruột hối thúc nguyệt mày nói nhanh đi của ông ta có to như trong phim không ông ta làm mày có sướng không vậy mày làm lại những chuyện đó với tao đi rồi tao cũng cho mày tiền không phải vì mày muốn tiền mới làm vậy sao những lời nói đó như những con dao cứa vào trong da thịt làm cho cô máu chảy đầm đìa nguyệt căm phẫn nắm chặt bàn tay máu tay sắc nhọn kim sâu vào trong da thịt tứa máu mặt rồi cổ của cô đều đỏ bừng lên vì giận dữ cô trừng mắt nhìn cậu bạn nam trong độ cô lúc này chỉ xuất hiện một ý niệm muốn lao đến bịt cái miệng đang thao thao đáng ghét của cậu ta giờ tan học có mấy đứa còn chạy theo lưng Nguyệt chỉ trỏ nói cô là thứ không đàng hoàng chắc nết vô liêm sỉ cợt nhả chỉ trỏ cô sự trêu chọc chỉ để thỏa mãn cái vui thú nhất thời của đám con niết danh lại vô tình tạo nên một bóng ma tâm lý trong lòng đối tượng bắt nạt của bọn chúng Nguyệt kinh hãi chạy thật nhanh về nhà Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi những thứ kinh khủng, khủng khiếp đó. Giấu mình trong chăn, Nguyệt cảm thấy mình vẫn không được an toàn. Những lời nói đau đớn đó cứ lờn vờn xuất hiện trong đầu cô. Mấy ngày sau đó, Nguyệt đều không dám đến trường. Cô không nói không rằng, chỉ cuốn chặt bản thân mình trong chăn. Nguyệt đã tắm rất nhiều lần rồi, tao vẫn cứ thấy ở nơi nào đó không được sạch sẽ. Nhiều chỗ đã bị Nguyệt cào sách cả da rồi châu rất lo lắng cho chị nhưng cô bé không biết bản thân có thể làm gì thì biết cố gắng mỗi ngày đỡ đần những công việc của chị để chị hai có thể được nghỉ ngơi còn những chuyện khác đều có bé làm hết rồi chị nga thấy bé châu gầy yếu như con khỉ con cũng không bắt châu làm việc gì nhiều chỉ cần rửa chén và giữ thằng bi cho dì ta là được một buổi trưa nọ khi đang trông thằng bi ngoài sân bé châu liền thấy một người xa lạ bịt mặt kín kẽ người đó tiến vào đứng trước mặt bé Châu, lặng lặng nhìn bé, không nói năng gì cả. Bé Châu không biết người này là ai, sợ hãi, muốn dắt thẳng Bi vào trong nhà. Ngay khi bé vội đi vài bước, người đó đã lên tiếng giữ bé lại là giọng của một người phụ nữ. Là mẹ đây, con đừng sợ. Bé Châu không tin lời người phụ nữ nói, bé nhấc chân vẫn muốn rời đi. Người phụ nữ đi đến chặn bé lại, đưa cho bé một tờ giấy cùng một chiếc điện thoại cục gạch màu đen dặn dò bé. Con đưa cái này cho chị, đọc rồi sẽ hiểu thôi. Người phụ nữ không ở lại lâu, chỉ nói với bé châu vài câu rồi đi mất. Trước khi đi, người phụ nữ còn thấp thỏm, cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không ai để ý mới vội vàng bước đi. Bé châu lưỡng lự nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi lại nhìn về phương hướng của người phụ nữ tối sắm không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng, bé châu vẫn đem hai món đồ đó vào cho chị gái để xem Nguyệt sẽ xử lý như thế nào. Từ lúc Nguyệt nghỉ học đến nay đã gần một tuần. Cô vẫn ủ rột trầm mặc đờ đẫn không nói lời nào Bé Châu đi đến cạnh Nguyệt Đụng vào người cô Thìa chiếc điện thoại cùng tờ giấy ra Nói em vừa gặp mẹ Câu nói này như một phiên đá nhỏ Thả xuống mặt hồ yên tĩnh Tuy không vang dội Nhưng vẫn khiến mặt hồ gợn lên những gợn sóng lan tăn Và câu nói này Đã chạm được vào đáy lòng Đang rơi xuống đáy vực của Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt Kinh ngạc quay sang nhìn em gái trong cảm xúc hỗn loạn đan xen vừa có chút vui mừng lại vừa có chút đau thương đôi mắt ửng đỏ của nguyệt nhìn chằm chằm vào món đồ nằm trên tay em gái thấp thỏm lại lưỡng lự mãi mới dám vươn tay ra cầm lấy nguyệt run rẩy mở ra tờ giấy đọc trước nhìn những dòng chữ viết tỏ bày lời thăm hỏi của mẹ nguyệt thấy hạnh phúc vô cùng cô không kiềm được ôm chặt tờ giấy khóc giống đợi khi cảm xúc được nguôi ngoai một chút nguyệt mới đem nửa phần sau của tờ giấy đọc hết đó là lời hướng dẫn cách sử dụng chiếc điện thoại mà mẹ đã đưa mẹ muốn nguyệt gọi điện cho mình nguyệt làm theo từng hướng dẫn trong đó lắng ngóng một hồi cuối cùng điện thoại cũng được kết nối đầu xây bên kia giọng nói dịu dàng mềm mại của mẹ vang lên nguyệt thả con dạo này con vẫn khỏe chứ một câu hỏi thăm đơn giản không hiểu sao lại làm cho nguyệt xúc động đến vậy khi vừa nghe thấy tiếng mẹ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén của cô lại lần nữa ùn ùn kéo đến. Cô thấy tủi thân và ốt ức vô cùng. Cô ước mong sao mẹ có ở đây ngay lúc này để cô có thể xà lòng mẹ rồi được mẹ ôm ấp vỗ về cô như khi còn nhỏ. Nước mắt không ngăn được lăn dài trên gò má, tiếng sụt xịt khe khẽ truyền vào trong ống nghe. Mẹ ơi, mẹ có thể đưa con đi theo được không? Con khổ sở quá. Nguyệt nấc nghẹn, nắm chặt lấy điện thoại, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng của mình cô thật sự không thể chịu đựng được nữa nếu còn ở lại nơi đây cô sẽ không chịu nổi mà gục ngã mất hiện tại người có thể đưa cô ra khỏi nơi này chỉ có mẹ thôi cô chỉ còn trông đợi và được mẹ nữa thôi bên kia mẹ có lẽ cũng bị nguyệt làm cho xúc động tiếng khóc của mẹ cũng từ trong loa truyền vào tai cô được được mẹ sẽ về đưa con đi sau ngày nói chuyện với mẹ nguyệt phấn chấn trở lại không còn ủ rũ, giống như thời gian vừa qua nữa. Ngày ngày cô vẫn làm hết những chuyện cô phải làm, không quan tâm đến những lời ra tiếng vào của người khác. Nguyệt không còn đến trường đi học nữa, cô không muốn lại bị bạn bè lấy mình ra làm trò đùa. Chuyện cô liên lạc được với mẹ, Nguyệt không để cho ai biết, cô dặn dò kỹ bé Châu không được phép để ai biết chuyện đó. Mỗi ngày, về liên lạc với mẹ, Nguyệt đều cố tình đi thật xa ra sau đồi rồi mới liên lạc để mẹ chỉ bảo xem cho Nguyệt nên làm gì tiếp theo. Bẵng đi một thời gian, hai mẹ con Nguyệt đã liên lạc với nhau sòng rã được một tháng và cũng đã đến lúc mẹ đến đón hai chị em Nguyệt đi. Tối hôm đó, hai chị em Nguyệt đều không hề buồn ngủ, đợi khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc mộng, hai chị em mới xón rén, nhẹ nhàng đi ra khỏi gian bếp đồ đạc mang theo trên người không có gì chỉ có duy nhất bộ đồ rách nát đang mặc trên người và chiếc điện thoại cũ của mẹ chị em nguyệt ở đây không có được thứ gì khi đi cũng không có thứ gì để cho chị em cô nuối tiếc nguyệt nhìn lại căn nhà đã sống thời gian qua trong lòng ngổn ngang trăm mối cô không biết mình có hận nơi này không có hận cha và những người ở nơi đây không nhưng nơi này đã cho cô quá nhiều sự đau khổ, không thể xóa chúng đi, chỉ có thể chôn vùi tất cả vào trong một góc ký ức. Đây là lần đầu tiên Nguyễn đi ra khỏi nơi mình sinh sống. Cô vừa thấy lạ lẫm, lại tò mò hết những thứ xuất hiện trong tầm mắt. Trong lòng cô lúc này đã vẽ lên biết bao nhiêu là bức tranh của sự hạnh phúc. Cô về ở với mẹ sẽ làm gì, sẽ được ăn gì và ngủ ở đâu, và cả tương lai mai sau của ba mẹ con cô nữa. Rất nhiều, rất nhiều thứ được Nguyệt diệt lên trong trí tưởng tượng của mình. Mơ ước luôn đẹp đẽ như thế, nhưng hiện thực nào có được hoàn mỹ như vậy. Nguyệt không ngờ rằng bản thân cô chỉ vừa bước ra khỏi hố sâu này lại bị nhấn chìm vào một vũng lầy khác. Bao nhiêu mơ tưởng đẹp đẽ của Nguyệt đều bị chính người mà cô đặt hết hy vọng đập vỡ hết. Trong quá trình di chuyển, Nguyệt được mẹ kể cho nghe những gian nan vất vả của bà sau khi thoát khỏi cái chốn gian lao kia sau khi bỏ trốn khỏi cha, mẹ cô thân gái dặm trường, rất lênh đênh vất vả. Kiếm bữa nay, lo bữa mai, mãi vẫn chưa xong. Cuộc sống lận đận và khổ sở rất nhiều, mẹ Nguyệt phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm việc tìm nhà, tính toán, chi tiêu, rè sẻn từng đồng, phải mất cả gần 2 năm. Cuộc sống của mẹ Nguyệt mới ổn định đôi chút. Bà làm người giúp việc trong một gia đình giàu có, rồi tìm mọi cách để cho ông chủ trong nhà để mắt đến mình không bao lâu sau thì thượng vị trở thành bà chủ của gia đình này mẹ nguyệt như chuột xa hũ nếp đổi đời sống sung sướng trong cuộc sống nhung lụa mẹ nguyệt không muốn cái tên cũ đã làm bà nhớ đến quá khứ đau thương liền đổi tên mới vừa sang vừa hợp với cuộc sống hiện tại đó là ý lan bà dặn nguyệt phải gọi mình bằng gì không được lộ cho cha dượng biết nguyệt và châu là con gái mình dượng của con tên duy con cứ gọi dượng là được rồi Em trai của con mới được 2 tuổi Tên nó là bé Bin Con giúp mẹ chăm sóc em nhé Nguyệt mới đầu rất hụt hẫng Vì không thể nhận mẹ trước mặt người khác Nhưng cô vẫn hạnh phúc vì được ở cạnh bà Cô còn có thêm một em trai kháu khỉnh đáng yêu nữa Dù có thế nào Ở đây vẫn hạnh phúc hơn ở quê cũ gấp trăm lần Khi xe dừng trước một căn nhà mái thái khang trang Nguyệt trợn tròn mắt lên về kinh ngạc Cô không nghĩ dựng lại giàu có hơn cô tưởng tượng nhiều Nguyệt lúng túng e rè đi sau lưng mẹ, không dám bức lộn xộn vì mọi thứ ở đây đều trông rất đắt tiền, lỡ làm hư cái gì đó, cô biết lấy gì đền đây. Vào trong nhà, trang trí bên trong cũng làm Nguyệt trầm trồ, rất nhiều đồ vật hiện đại mà ở quê cũ không có. Tủ lạnh, máy giặt ở quê, càng là đồ hiếm, tivi ở đây cũng to hơn ở quê, màu sắc cũng tươi tắn hơn, nguyệt và em gái được mẹ sắp xếp vào một căn phòng rộng rãi bên trong có giường nệm và một chiếc tủ quần áo trong tủ quần áo cho sẵn đồ vừa với kích cỡ của hai chị em con dẫn em con đi tắm đi chiều là dượng về cả gia đình chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm đợi lát nữa mẹ dẫn con đi gặp em trai mẹ nguyệt dặn dò sau đó đi ra ngoài để hai chị em ở lại nguyệt ngắm nghía căn phòng một lúc sờ sờ vào chỗ này, chạm chạm chỗ kia, sau khi đã xem kỹ càng rồi mới cùng em gái đi tắm. Phòng tắm ở đây có vòi hoa sen, nước lạnh số lên người rất thoải mái và dễ chịu, còn có cả xả bông thơm, dầu gội, sữa tắm chất đầy trên kệ. Nguyệt chỉ dám lấy một ít dầu gội bôi lên đầu, vò vò một chút rồi dội nước xả đi. Đợi hai chị em tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ngoài cửa đúng lúc vang lên tiếng động cơ xe ô tô chạy vào trong sân. Nguyệt đoán rằng người về là dượng Cô bồn chồn không biết phải đối mặt với người xa lạ này như thế nào Không biết ông ta có khó chịu với sự xuất hiện đột ngột của chị em cô không Nguyệt tính nép sau lưng mẹ Căng thẳng xoắn chặt tay lại với nhau Người đàn ông vừa bước vào Mẹ Nguyệt đã niềm nở tiến tới đón người Anh Duy về rồi à Đói bụng chưa anh Mình cùng ăn cơm nhé Nguyệt nghe mẹ nói chuyện ngọt ngào vậy với Dượng, tò mò mà không biết cảm tình giữa hai người sâu sắc đến mức nào. Nhìn qua, mẹ cô có vẻ đang sống rất hạnh phúc và sung sướng ở đây. Dượng nhàn nhạt, liếc nhìn mẹ, thì gật đầu xem những câu trả lời. Ánh mắt xẹt qua chị em Nguyệt đang đứng đằng sau, chợt dừng lại. Dượng nhớn mày, quay lại hỏi mẹ, đây là ai đây? Bà Ý Lan, chị Nguyệt và Châu giới thiệu với chồng mới. Đây là Nguyệt với Châu, là cháu gái của em. Hai đứa nó, hai đứa mồ côi, em thấy tội nghiệp nên cho về đây ở chung. Anh không có ý kiến gì chứ? Dượng trầm ngâm, nhìn Nguyệt và em gái không biết là đang suy nghĩ gì nhàn nhạt, nhạt đáp không có nếu đã là cháu gái của em thì không sao hết bà ý Lan mừng rỡ vì Dượng không dò hỏi sâu thêm liền vui vẻ kéo cả nhà vào bàn dùng ăn cơm trên bàn ăn dài xếp một loạt đĩa đồ ăn đa dạng và bắt mắt ngồi vào trong bàn Nguyệt rụt rè không dám vươn đũa gắp đồ ăn cô chỉ dám gắp những đĩa đồ ăn nằm ở gần mình gượng gạo hòa nhập vào bầu không khí sum họp này Dượng duy ngồi đối diện với Nguyệt u hết mọi hành động của cô vào trong mắt, Dượng ngước mắt nhìn lên, khẽ cười chấn an cô. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình đi, đừng có sợ cái gì hết. Khi đã bước chân vào đây, thì chúng ta đã là người một nhà rồi. Nào, ăn nhiều đồ ăn vào, nhìn cháu gầy quá đó. Nguyệt bất ngờ vì hành động tử tế này của Dượng, cô không ngờ người đàn ông xa lạ này lại tốt bụng tới vậy. Trong lòng cô cảm động trong lòng, ấn tượng ban đầu về Dượng càng trở nên sâu sắc. Không ngờ một người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt lại còn đối xử với cô tốt hơn cả những người mang danh ruột thịt. Đôi khi khác máu tanh lòng cũng không hoàn toàn đúng phải không? Sau vài ngày, làm quen với cuộc sống mới, Nguyệt bắt đầu phụ giúp mẹ làm những công việc nhà, chăm sóc em trai nhỏ và còn được mẹ cho đi học tiếp. Cả hai chị em đều được cho đi học tiếp, được mua sắm đầy đủ mọi thứ, không thiếu thứ gì. Nguyệt vì muốn đỡ đần mẹ nhiều hơn nên đã nhận cả việc nấu cơm, không ngờ rằng tay nghề nấu ăn của cô lại rất được Dượng thưởng thức. Mỗi ngày Dượng Duy đều đặn về nhà ăn cơm rất đúng giờ. Mẹ về chuyện này mà vui vẻ không thôi. Trước đây Dượng Duy không thường xuyên về nhà như vậy. Gia đình của họ bây giờ không khác gì một đại gia đình hạnh phúc, ngoại trừ việc Nguyệt không thể nhận mẹ, còn lại thứ gì cũng đều tốt cả. Tống lâu dài tình cảm của chị em Nguyệt và Dượng Duy được vun đắp, tích nhặt qua từng ngày họ trở lên thân thiết và thân thuộc với nhau hơn. Mỗi năm, chị em Nguyệt được cho đi chơi du lịch tận mấy lần. Đi đâu, Dưỡng Duy đều cho chị em Nguyệt đi theo hết. Thấm thoát, thời gian đã trôi qua 4 năm. Nguyệt hiện tại đã là thiếu nữ 18 tuổi, khác hoàn toàn so với khi còn nhỏ. Cô hiện tại đã lột xác hoàn toàn, làm người ta khó mà ngờ được. Có lẽ vì cuộc sống hiện tại quá thoải mái, quá tốt đẹp, khí chất trên người Nguyệt không khác gì của con cái trong gia đình giàu có. Không chỉ vậy, nhan sắc của cô ngày một thăng hạng, trở nên rất xinh đẹp, lại còn duyên dáng và tốt tính, nên thu hút rất nhiều ánh nhìn. Tự trong trẻo trên khuôn mặt cô là điểm sáng, tô vẽ thêm vào bức tranh hoàn mỹ. Đôi mắt trong veo, lúng liếng, biết cười, cuốn hút bất cứ ai nhìn vào nó. Vì quá đỗi xinh đẹp, nên dù chỉ mới bước vào tuổi 18, Nguyệt đã được rất nhiều chàng trai theo đuổi săn đón. Cô không chỉ giỏi giang trong việc học, cả việc quán xuyến nhà cửa của Nguyệt đều làm rất tốt. Hiện tại, mọi việc trong nhà đều do một tay Nguyệt cáng đáng hết. Giặt rũ quần áo, nấu ăn cho cả nhà, chăm sóc em trai, em gái. Tất cả mọi việc đều do một mình Nguyệt làm. Bà Ý Lan được con gái làm việc thay cho nên thời gian này bà rất rảnh rỗi, thư thái. Vì có nhiều thời gian rảnh nên bà càng chăm cùng hội chị em bạn bè đi mua sắm tụ hội. Hôm nay mẹ cùng các bạn đi spa chăm sóc da mặt nên dặn Nguyệt không cần chừa cơm cho bà. Nguyệt sau khi đón em trai tan trường liền mau chóng trở về nhà chuẩn bị cơm nước cho các em. Em trai, sau thời gian được Nguyệt chăm sóc, bây giờ luôn cuốn quýt lấy Nguyệt không chịu rời cô chút nào. Nguyệt đang cho các em ăn cơm thì nghe thấy tiếng xe từ ngoài đi vào sân. Cô cứ nghĩ rằng mẹ về sớm, hớn hở đi đến đón, thì không ngờ người đi vô lại là dượng. Thấy ông, Nguyệt liền thuận miệng hỏi: Dượng có ăn cơm chung luôn không ạ? À? Để con đi lấy chén cho dượng luôn. Người đàn ông đứng ở giữa nhà không biết nghĩ gì liền xoay người đi đến chỗ bàn ăn. Vậy con lấy dùm dượng cái chén đi. Nguyệt bỏ chén cơm đang cầm trên tay xuống đi vào trong bếp lấy ra một bộ bát đũa đưa đến trước mặt người đàn ông. Nguyệt đi trở lại chỗ bé bin ngồi tiếp tục đút cơm cho em trai. Cô tập trung vào em trai nên không hề hay biết bản thân đang bị người ta theo dõi. Khi cô đang rửa chén. Tiếng của Dượng Duy bất ngờ xuất hiện sau lưng Con có thấy cái áo sơ mi màu be của Dượng đâu không? Dượng đang tìm không thấy Nguyệt hết hồn Cái chén trong tay suýt thì rớt bể mất Đợi khi cầm lại chén cẩn thận Nguyệt mới quay sang Mỉm cười trả lời Dượng Dạ Dượng đợi con Một chút để tí con đi lấy cho Dượng Con nhớ Dì Lan treo nó trong tủ quần áo cũ của phòng chứa đồ Sau khi rửa chén xong Nguyệt liền đi đến phòng chứa đồ cũ lục tìm Không mất bao lâu đã tìm được cái áo Cầm chiếc áo trên tay Dượng tấm tét khen Nguyệt. Con chu đáo cẩn thận dũng y gì lan con vậy. Sau này không biết chàng trai nào tốt lấy được con thì phước lắm. Dượng thật không nỡ khi gả con đi xa. Nguyệt được khen. Đâm ra ngại. Cô bẽn lẽn miếm môi. Hai gò má tròn trịa bắt đầu hơi hơi đỏ. Cô không hiểu được bên trong câu nói tưởng chừng như khen người ấy. Lại còn ẩn chứa một ý nghĩa kinh khủng khác nữa. Lúc này bé bin dưới nhà không tìm thấy Nguyệt. Nên òa khóc cô không thể nấn ná thêm nữa chào dượng rồi chạy xuống nhà dỗ dành em trai ánh mắt dượng duy nhìn nguyệt lập lòe ánh sáng lạ không biết trong đồ dượng ta đang ấp ủ âm mưu đen tối gì mấy ngày sau đó nguyệt thấy dượng không đi chơi đêm nữa thường xuyên có mặt ở nhà chơi đùa với bé bin cô không nghĩ nhiều ngày ngày vẫn làm tốt mọi công việc của mình sau khi xong việc sẽ lấy bài vở ra hoàn thành tiếp đó là dỗ em cho em trai đi ngủ Công việc mỗi ngày của Nguyệt cứ tần hoàn lặp đi lặp lại như vậy. Hôm nay, mẹ được mời đi ăn sinh nhật của một người bạn. Nguyệt nhìn mẹ lên xe rời đi, thu lại ánh mắt của mình, cô tiếp tục nhặt rau, nấu cơm. Tượng Duy từ trên lầu đi xuống, tâm trạng dượng ta, hình như hôm nay rất tốt, ngân nga vài ba câu của bài nhạc trữ tình. Nguyệt, tí nữa con nấu món sườn xào chua ngọt đi, dượng muốn ăn món đó. Nguyệt đáp vâng, lấy xương trong tủ lạnh ra giã đông, chuẩn bị chế biến món sườn xào chua ngọt. Trong bữa cơm, Dượng Duy không ngừng khen món ăn Nguyệt nấu, khen nhiều đến nỗi làm cho Nguyệt ngại, làm cô ăn mãi mới xong được bát cơm. Ăn xong, Nguyệt theo thường lệ dọn rửa chén bát, sau đó làm bài tập về nhà. Sắp tới ngày thi tốt nghiệp rồi, cô cần chăm chỉ cố gắng hơn để có thể đỗ vào trường đại học ưng ý. Như vậy, cô có thể tìm được một công việc tốt và kiếm được nhiều tiền lo cho mẹ và các em. Cũng một phần cũng đỡ đần cho Dượng. Đợi cô hoàn thành bài tập xong, cũng đã đến giờ cho bé Bin đi ngủ. Xem đồng hồ đã hơn 9 giờ mà mẹ vẫn chưa về nhà. Nguyệt lo lắng đi xuống dưới nhà gọi điện cho mẹ. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Nguyệt nghĩ có lẽ tiệc sinh nhật vẫn chưa tan. Cô trả điện thoại lại chỗ cũ, vừa xoay người đã thấy Dượng thù lù đứng đằng sau lưng. Nguyệt giật nảy mình, lùi về sau vài bước ngập ngừng hỏi, Dượng chưa đi ngủ ạ? À? dượng duy không trả lời ánh mắt chăm chăm nhìn trực diện cô ánh mắt đó làm nguyệt bối xối cô vội rời tầm mắt đi nơi khác lúng túng cất lời nếu không có chuyện gì con xin phép đi trước ạ à, dựng ngủ ngon ạ à. nguyệt vội vàng đi lên phòng mình bỏ lại người đàn ông còn đang trầm mặc đứng đó sau khi về phòng nguyệt nhớ lại ánh mắt của dượng duy mà cảm thấy sợ hãi cô bước đến khóa trái cửa phòng lại kiểm tra kỹ càng lại hai ba lần chắc chắn rồi mới dám lên giường đi ngủ từ sau khi lớn bé sâu muốn có phòng riêng nên không còn ngủ chung với nguyệt nữa trong phòng hiện tại chỉ có một mình cô tới nửa đêm khóa phòng rõ ràng đã bị khóa trái từ bên trong từ từ xoay mở cửa phòng bị mở hé ra một khe hở nhỏ từ bên ngoài hất vào trong phòng một bóng đen cao lớn của một người bóng đen tiến thẳng vào bên trong phòng đem cửa vừa mở ra đóng lại như cũ còn chốt bên trong người đó chậm chậm tiến tới gần giường, đứng im, lặng lặng nhìn người con gái đang ngủ say trên giường. Không biết có phải về ánh nhìn của người này nóng rực quá hay không, Nguyệt như có cảm giác từ trong giấc ngủ mê man, tỉnh dậy, đôi mắt cô còn đang trong cơn mơ màng, chưa tỉnh hẳn. Vừa đưa tay lên dịu mắt, thấy bóng đen thù lù đứng trước giường, Nguyệt kinh hoàng hãi hùng hét lên. Một bàn tay thò tới, bịt chặt miệng của Nguyệt lại, chặn lại tiếng hét thất thanh của cô. Là sưỡng, đừng sợ nguyệt làm sao có thể không sợ cho được rõ ràng cô đã khóa trái cửa rồi làm sao dựng ta vào trong phòng cô được dựng ta vào bằng cách nào có ý đồ gì nguyệt khẽ liếc mắt nhìn ra cửa tính toán xem nên chạy ra ngoài bằng cách nào sẽ tốt nhất hít thở thật sâu để làm bản thân thật bình tĩnh nguyệt gắng cưỡng để cho giọng mình không run rẩy cô dè dặt hỏi dượng có gì cần con làm hay sao ạ à? để con ra ngoài làm giúp dượng nguyệt vừa nói vừa bước xuống giường vọt nhanh đến cửa phòng muốn mở cửa chạy ra ngoài nhưng phận mãi mà chốt cửa vẫn không lay chuyển cô nhận ra cửa đã bị khóa trái trong rồi cần có chìa khóa mới mở được mà chìa khóa cô lại để trong cặp sách để trên bàn học nằm phía bên trái Dượng Duy biết rằng bản thân đã nằm trong tình huống nguy hiểm Nguyệt cố vận dụng trí thông minh của mình muốn tìm ra cách nào đó có thể bảo vệ an toàn cho bản thân nhưng hiện tại đầu cô lại đặc quánh như keo hồ, rối tinh rối mù, không thể nghĩ ra được quế sách nào cả. Càng suy nghĩ lại càng rối ren. Nhìn tình cảnh này, Nguyệt lại nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng trong đêm tối nào đó của năm 14 tuổi. Tại sao số phận cô lại chớ trêu thế này, luôn bị đẩy vào những hoàn cảnh chéo ngoe như vậy? Năm 14 tuổi, cô đã may mắn bảo vệ bản thân được an toàn, nhưng không biết lúc này cô có thể may mắn được như lần đó hay không? Người đàn ông này mang suy tính cẩn thận mà tới, chặn hết mọi đường lui của cô, làm sao cô thể thoát khỏi được lưới bẫy mà ông ta đã răng. Dượng Duy thấy cô đứng tần ngần trước cửa phòng. Dượng ta không nói gì, chậm rãi tiến đến giường cô ngồi xuống. Dượng Duy ung dung vuốt ve từng nếp gấp trên nệm giường của Nguyệt, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Dượng ta không có hành động gì, chỉ ngồi im lìm nhìn cô Nguyệt thấy vậy lại càng run sợ trước sự tĩnh lặng khó dò của Dượng Duy. Người đàn ông thành đạt ở độ tuổi 35, 36 luôn có sự cuốn hút lạ thường, khí chất và vẻ ngoài đều làm cho người ta say đắm. Hơi thở nam tính của người đàn ông này còn có tính xâm lược rất mạnh, bao trùm cả căn phòng của Nguyệt rồi vây hãm cô bên trong. Cô không dám tiến lại gần, thấp thỏm đứng một góc giữ khoảng cách an toàn với ông ta. Nguyệt lại đây. Dượng Duy dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Nguyệt, muốn ép buộc cô phải tuân theo mệnh lệnh của mình. Nguyệt tự nghĩ, bản thân cô, trừ khi bị thiểu năng, mới nghe theo lời nói của ông ta. Cô vờ như không nghe thấy lời dựng ta, đứng im thiên thít, không động đậy. Dựng Duy hít người mùi hương ngọt ngào, thì thuộc riêng của thiếu nữ trong không khí. Mùi hương quen thuộc, làm dựng ta say đắm. Mỗi lần Nguyệt đi lướt qua mình, mùi hương ngọt ngào luôn phương vấn nơi chóc mũi của Dượng Duy, mãi vẫn chưa tan đi. Tính nhau làm Dượng ta vương vấn lại càng khiến Dượng ta say mê và hãm sâu. Chưa kể, chủ nhân nó lại là một cô gái xinh đẹp, nết nan như vậy, tu đáo, lại tỉ mẩn, làm ánh mắt của ông ta không thể thoát nổi. Trách ai bây giờ? Thì đành đổ lỗi cho cái mùi hương chết tiệt này và chủ nhân của nó mà thôi mùi hương ngọt ngào nồng nàn trong không gian làm tâm trạng của dượng duy ngày thêm xốn sang, nhộn nhạo dượng ta lắc lắc chùm chìa khóa trong tay nói với nguyệt con đến gần đây dượng hứa không làm gì con hết dượng ta cố thả nhẹ giọng nói với biểu cảm rất chân thành muốn lừa gạt để nguyệt tin tưởng nhưng nguyệt đâu còn ngây ngô như khi 14 tuổi cô cảnh giác nhìn chằm chằm vào dượng và không trả lời bước chân không di chuyển theo lời nói của dượng ta Dượng Duy đã tới, cực hạn, không còn kiên nhẫn. Dượng ta tiến tới, nắm lấy tay Nguyệt kéo mạnh cô về với mình, ôm ghì cô trong vòng tay. Nguyệt vùng vẫy kịch liệt, hất mạnh bàn tay sổ sàng của người đàn ông, giật lấy chùm chìa khóa. Dắt trên lưng quần của Dượng ta, chạy đến cửa, lính quính cha chìa khóa. Nhưng vì quá gấp gáp, nên Nguyệt bị dối tay, mãi mà cô vẫn chưa mở được cửa. Đợi khi chìa khóa vừa tra vào, bàn tay cô vừa xoay chìa, Dượng Duy đã nhanh chóng vồ đến chụp lấy cô, kéo cô. Cách cánh cửa ra xa một khoảng, rút chìa khóa, thả lại vào trong túi quần. Dượng ta dùng tay ghìm lại hai tay, đang vung vẩy của Nguyệt, khóa chéo ra đằng sau lưng. Dượng ta ép Nguyệt mặt đối mặt với mình, muốn nhìn ngắm khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi và dối bời của cô. Đàn ông, khi nhìn thấy người phụ nữ mình thích, mang dáng vẻ mong manh yếu đuối như vậy, điều đó thì càng làm khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy của họ rất khó mà kiềm chế. Họ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là sẽ phá hủy người phụ nữ đó, làm cho người phụ nữ đó khóc nhiều hơn, phải khóc vì mình. Những mảnh vải mỏng manh rơi lả tả rơi trên sàn nhà, thật đáng thương và cũng thật lẻ loi trơ trọi. Nguyệt vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của Dượng Duy. Cô làm cách nào cũng không xoay chuyển được. Dưỡng, dượng được, được làm như vậy con xin dượng nguyệt hét lên đến khàn cả giọng người đàn ông lại như chẳng hề nghe thấy chỉ chăm chăm vào việc mà bản thân muốn làm nguyệt kiên quyết chống cự cô vận dụng hết mọi cách có thể ngăn chặn được hành động của ông ta nhưng sức mạnh của phụ nữ sao có thể so bì với đàn ông lại còn là đàn ông trưởng thành đang ở độ tuổi tráng niên chẳng bao lâu sau nguyệt đã mệt đến mức tay chân đều trở nên run rẩy trên vầng trán sáng mịn lấm tấm vài giọt mồ hôi bàn tay ngăn cản dượng duy cũng không còn mấy sức để hờ trên bờ vai người đàn ông như một vật trang trí xinh đẹp cô không còn đủ sức để chống cự nữa rồi nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi gò má nguyệt không dám nhìn tình trạng thảm hại hiện tại của bản thân mình một con thú với bản năng trong mình nó sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn mà con mồi của nó phải chịu đựng cái nó cần là thỏa mãn cơn đói của mình, chứ không phải sự cảm thông thương xót mà chính nó còn không có. Đêm này, trời không trăng, cũng không sao, màn đêm vô tận vừa tĩnh mịch lại lạnh lẽo như chính tâm trạng của Nguyệt lúc này. Đêm nay là một đêm vừa kinh hoàng vừa tuyệt vọng nhất mà Nguyệt phải trải qua. Như một đóa hoa xinh đẹp mong manh, không có sức chống trả, bị vùi dập đến mức những cánh hoa lả tả rơi rụng đóa hoa mỹ miều ấy đã bị ngắt phá bởi một thứ xấu xí nhất. Sự chớ trêu này khiến ai cũng bi phẫn và tiếc nuối. Sáng hôm sau, Nguyệt mệt mỏi nên không thể dậy sớm giống như mọi ngày. Nhìn quanh phòng không thấy người đàn ông kia ở đây. Nguyệt vừa mừng vừa tủi lấy chăn che đậy cơ thể đau nhức của mình. Nguyệt chôn mặt vào trong chăn gào khóc. Cuộc đời cô sao lại khốn khổ thế này? Chưa một giây một phút nào cô được cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn, luôn có những chuyện xui rủi không đâu lần tìm đến cô. Cuộc sống của cô đã bị ấn định là sẽ phải trải qua những chuyện kinh khủng này, đúng không? Nguyệt khóc, cho đến khi đôi mắt sưng húp lên mới ngừng lại. Cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh trở lại. Cô lê thân thể nhức mỏi của mình, bỏ qua sự đau sát mà bên dưới truyền đến. Cô tay dọn dẹp hết những mỡ hỗn độn trong phòng. May mắn hôm nay nguyệt không phải đến trường nếu không cô không biết bản thân phải đối diện với mọi người như thế nào nữa cả ngày hôm đó nguyệt không chạm mặt với dượng duy mà cô cũng không muốn nhìn thấy mặt ông ta cứ nghĩ về khuôn mặt vui sướng của ông ta vào đêm qua trong lòng nguyệt lại dâng lên sự căm hận đối với người mà cô từng xem là ân nhân này vài ngày sau nguyệt nghe được tin dượng duy có công việc phải đi công tác chưa biết ngày nào về cô mừng rỡ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm cả trong một tuần đó nguyệt cũng không thấy mẹ trở về nhà cô nhận được một tin nhắn duy nhất bà gửi cho cô nói rằng bà đang đi du lịch với bạn bè căn nhà to lớn chỉ còn lại ba đứa trẻ dựa dẫm vào nhau tuy có chút mệt mỏi nhưng lại là khoảng thời gian mà nguyệt thích nhất cô cảm thấy tinh thần thật bình yên và thoải mái hơn phần nào kỳ thi tốt nghiệp của nguyệt đã rất suôn sẻ hiện tại nguyệt đang mong chờ được biết kết quả trong thời gian chờ đợi đó trường học sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho khối học sinh cuối cấp và nguyệt cũng tham dự xung quanh bạn bè đều có phụ huynh đi theo để chứng kiến khoảnh khắc các con mình đã thật sự trưởng thành ai cũng có bạn bè người thân chụp hình cho thì có nguyệt bơ vơ đứng một bên ngắm nhìn cô đã gọi cho mẹ trước đó nhưng lại nhận được câu xin lỗi của bà và giải thích hiện tại bản thân đang ở một tỉnh rất xa không thể trở về ngay được và rất tiếc nuối khi không ở bên cô trong thời khắc quan trọng như thế này. Nguyệt nghe vậy cũng không nỡ trách mẹ, xoa dịu bà, rồi cúp điện thoại. cô không quá buồn, chỉ có chút hụt thẫn, nhưng rất nhanh đã bị cô gạt đi. Nguyệt vốn dĩ đã xinh đẹp, hiện tại trên mặt lại vương thêm nét yêu sầu, trầm buồn, thật giống như một bức tranh mỹ nhân ưu tư, tư trong phim ảnh tính cách cô lại dịu dàng ôn hòa nên ai đến bắt chuyện cô đều không phiền hà đáp lại người ta khi đang nói chuyện với một cậu bạn nam trong lớp nguyệt nghe được loáng thoáng có tiếng người gọi tên mình nhưng trong đám đông ồn ào náo nhiệt như thế này tiếng của người đó bị nhấn chìm trong hàng ngàn thứ âm thanh khác cô chỉ cho rằng là do bản thân suy nghĩ nhiều nên sinh ra ảo giác nguyệt nhìn sang phía bên phải nguyệt theo quán tính quay sang hướng của giọng nói kia. Cô kinh ngạc khi người đến không ai khác lại là Dượng. Lúc này, ông ta vẫn đang mặc quần tây và áo sơ mi màu, như thể là mới từ nơi làm việc đi thẳng đến đây. Nguyệt quay sang, nói vào lời khách sáo với cậu bạn kia, vội vàng đi đến nơi Dượng Duy đang đứng. Cô quan sát, không thấy ai để ý đến mình mới thấp thỏm lên tiếng hỏi ông ta. Xong lại đến đây, thấy vẻ mặt cô sụ xuống, không có chút gì vui vẻ, khi thấy người đến là mình Dượng Duy nhớn mày không vui hỏi lại Người đến là Dượng nên con không vui à Lúc nãy Dượng thấy con buồn lắm mà Nguyệt không muốn đôi co nhiều với người này Không muốn tiếp xúc nhiều với ông ta Tôi không cần ông đi về đi Đôi mắt Dượng Duy Xoáy sâu vào mắt của Nguyệt Cô vội quay đi né tránh ánh mắt sổ sàng ấy của ông ta Dựng Duy không để tâm đến lời xua đuổi đó của Nguyệt. Ông ta cầm điện thoại đi đến nhờ người ta chụp giúp hai người vài tấm ảnh. Nguyệt không tình nguyện. Cô âm thầm tránh né bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình nhưng vẫn bị người đàn ông bắt lại nghiêm chặt. Người xa lạ dơ cao điện thoại hô lên. Chuẩn bị nào? Một, hai, ba. Tiếng rắc rắc vang lên. Khoảnh khắc giữa hai người đã lưu lại trong điện thoại. Dượng Duy nhận lại điện thoại, nói cảm ơn với người kia. Buổi lễ tốt nghiệp, cũng đã kết thúc. Nguyệt không tình nguyện nhưng vẫn phải lên xe để Dượng Duy trở về nhà. Bây giờ cô mới biết, thì ra mẹ đã gọi điện cho Dượng Duy và nói với ông ta về buổi lễ tốt nghiệp. Hôm nay, Dượng Duy không đi xe hơi mà lại chạy xe máy. Dượng Duy bắt Nguyệt phải ngồi sát vào mình còn muốn cô quàng tay ôm lấy eo Dượng ta. Nguyệt rằng co với ông ta, dây dưa mãi mới về được đến nhà. Vừa mới bước xuống xe, Nguyệt co chân chạy vội lên phòng, Cô cảm thấy dối bời khi đối diện với ông ta. Cô hổ thẹn với mẹ, xấu hổ về bản thân mình. Trong lòng cô say dứt mãi khi nghĩ về chuyện ngày hôm đó, tâm trí cô luôn nhắc nhở bản thân đã phạm phải lỗi lầm to lớn. Cô thì không thể tỏ ra bình thản sau những chuyện đã xảy ra. Còn Dượng Duy, sao ông ta có thể điềm nhiên như chưa từng có những chuyện đó? Chị hai ơi, Dượng bỏ em lên gọi chị xuống ăn cơm ạ. Giọng trâu truyền đến từ ngoài cửa Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, vậy mà cô đã suy nghĩ vẩn vơ lâu như thế rồi. Trời đã vào trưa lúc nào không hay. Nguyệt từ dưới đất đứng dậy, cô rít lên khe khẽ vì cảm giác tê chân khó chịu. Em đợi hai một lát, hai ra ngay bây giờ đây. Nguyệt vội vàng thay bộ đồng phục đi học, anh đồ thường ở nhà, xong xuôi mới khập khảnh đi ra khỏi phòng. Châu của đang đứng bên ngoài đợi cô. Từ sau khi chuyển đến đây, tính cách Châu càng trở nên vui vẻ và sáng sủa. Thấy em gái, Nguyệt liền nhoẻn miệng cười. Em nấu cơm hả? Sao không để hai xuống nấu cho? Em không cẩn thận làm bỏng tay đó. Lần sau có gì kêu hai xuống. Một mình em nấu nguy hiểm lắm, biết không? Nguyệt quen miệng càm giảm vài câu với Châu. Dặn dò cô bé không nên tự ý sử dụng nhà bếp khi không có mình. Châu thấy chị gái quan tâm thì vui lắm. Cô bé ngây ngô, tuét miệng đáp lại chị hai. Em không có tự ý dùng bếp đâu. Là dự duy nấu đó. Nên dựng mới kêu em lên gọi hai xuống nè nguyệt giật mình về lời nói của em gái cô khựng lại không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt thông tin này thật xa lạ đối với cô đó giờ cô mới lần đầu tiên thấy dượng duy nấu cơm thời gian ở nhà ông ta còn không có nên cô chưa lần nào thấy ông ta bước chân vào nhà bếp đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mâm cơm do chính tay người đàn ông này nấu không biết trước khi ông ta có từng nấu cơm cho mẹ cô ăn không nguyệt nhìn ba món một canh đơn giản trên bàn, tò mò đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ vị. Sao vậy? Con không ăn đi, nhìn Dượng làm gì? Hay con có chuyện gì muốn nói riêng với Dượng à? Người đàn ông nói với giọng điệu ngả ngớn, trêu ghẹo cô gái nhỏ trước mặt, thành công nhìn khuôn mặt cô đỏ lên tức tối. Nguyệt liếc mặt, lườm dựng duy, ngậm miệng không thèm để ý đến người đàn ông đó nữa. Ăn cơm xong, Nguyệt như con sóc chuồn nhanh khỏi nhà, Cô đến phòng bé Bin chơi với cậu nhóc một lát Xem Châu ngủ nghỉ thế nào Rồi mới trở về phòng Cô hoàn toàn lánh mặt dưỡng duy Về tới phòng Nguyệt khóa chặt cửa lại Tốt cả chốt trong Chưa đủ an tâm Cô còn lôi cả bàn trà đơn ra chặn cửa Xong xuôi Nguyệt mới dám lên giường Đắp chăn đi ngủ Tới nửa đêm Cửa phòng của Nguyệt bị gõ vang Cô đang trong cơn mê man Bị làm cho tỉnh giấc Nguyệt biết người bên ngoài là ai Mặt mày cô trở lên tái mét bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi nguyệt nuốt nước miếng giả vờ rằng bản thân vẫn còn ngủ say không hề phát ra tiếng động gì cửa vang lên nhưng không ai mở người bên ngoài liền chuyển hướng sang vặn nắm cửa xoay xoay bên trong vì bị vướng bàn trà cửa phòng chỉ hé ra một khe hở nhỏ rồi dừng lại không mở ra được nữa người đàn ông không nghĩ cô còn có chiêu trò này tức đến bật cười tiếng cười trầm trầm của ông ta vang lên len lỏi và tận trong phòng tiếng cười âm trầm ấy truyền vào trong tai Nguyệt cô tưởng tượng đó như thể là ác quỷ tu la nào đó đang đến bắt mình Nguyệt chui tọt vào trong chăn quấn quanh người kín mít Dựng duy đẩy vài cái vẫn không thể mở rộng cửa ra được vì cạnh bàn bị vướng vào chân giường nên bị chặn lại dù ông ta có dùng lực mạnh cũng không thể đẩy ra không thể tự mình mở cửa Dượng duy liền lên tiếng đe dọa nếu con không tự ra mở cửa Dượng sẽ đi đến phòng em gái con Bé Châu không biết bây giờ đã ngủ chưa nhỉ Cửa phòng có khóa không đây Ông ta lắc lắc chùm chìa khóa trong tay hăm dọ Nguyệt Nguyệt vừa nghe đến tên em gái Đã không giữ nổi sự bình tĩnh Cô vội vàng trèo xuống khỏi giường Qua khe cửa nhỏ Nguyệt đối diện với khuôn mặt đầy khiêu khích của Dượng Duy Dượng ta giống như đã đoán trước được Nguyệt sẽ không nhịn nổi Nếu ông ta nói về em gái của cô Nên mới lấy Châu sẽ ép Nguyệt phải ra gặp mình Nguyệt tức giận đến mức thở phì phò Cô không nhịn được lên tiếng chất vấn ông ta Dù ông có đối xử cầm thú với tôi đến mức độ nào Cũng không sao Nhưng tại sao ông còn để mắt đến Châu nữa chứ Con bé còn nhỏ không biết chuyện gì hết Nếu ông dám đụng đến em gái tôi Tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu Dựng Duy không có phản ứng gì với những lời cảnh cáo đó của Nguyệt Ông ta yên lặng ngay những lời cô nói Đôi mắt từ đầu đến cuối Đều không rời khỏi đôi môi cô Dựng Duy nhếch môi Cố ý buông lời xuồng xã con thì có gì để dưỡng chú ý đây Nhưng còn bé Châu thì khác Hình như năm nay cũng 13, 14 gì rồi phải không Dượng phải đến xem thử mới được Dượng Duy xoay người Chậm chạp bước lên từng bước Nguyệt không ngờ Ông ta nói thật làm thật Cô cuống quýt kéo bàn trà ra Hấp tấp đuổi theo Dượng Duy cản ông ta lại Ông không được đến tìm Châu Không làm hại nó Nguyệt vừa nói hết câu Dượng Duy đã xoay người kéo cô ôm chặt vào trong lòng Dượng ta khoái chí cười lên khanh khách vì đã thành công dụ được Nguyệt ra khỏi vòng an toàn của cô. Dượng còn thương con lắm, tao đi tìm Châu cho được. Nguyệt lúc này mới ngớ người vì bị lừa, cô giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái ôm ái muội của Dượng. Ông thả tôi ra, tôi không thích thả tôi ra. Dượng Duy càng siết chặt vòng tay, ép cơ thể Nguyệt sát giạt vào người mình. Bước chân Dượng Duy thay đổi, chuyển hướng tiến đến phòng ngủ của Nguyệt. Cô nhận ra ông ta lại muốn làm trò gì, vừa hốt hoảng lại thêm vùng vẫy kịch liệt Nguyệt vì khiếp đảm mà khóe mắt nhòe lệ, cô sợ sệt quay sang nài nỉ Dượng Duy. Tôi cầu xin ông buông tha cho đi, đừng có làm gì tôi hết, tôi cầu xin ông. Nguyệt ghi chân xuống sàn nhà, muốn gây cản trở cho hành động của Dượng Duy. Cô có thể tưởng tượng ra những cảnh mà bản thân sẽ bị sau đó nên đã rất sợ hãi. Ký ức đau đớn vẫn in sâu trong trí nhớ của cô. Nguyệt nắm lấy cạnh cửa, không để ông ta lôi đi, vừa lắc đầu vừa mở miệng van nài Cậu xin ông, tôi cầu xin ông." Dượng Duy nhìn Nguyệt khóc lóc thảm thiết như vậy, càng thêm rung động, sức lực trên tay Dượng ta bỗng giảm xuống, chỉ còn đặt hờ trên vòng eo nhỏ của cô. Ngón tay thon dài của Dượng ta đưa lên, lau đi giọt nước mắt, vương trên hàng mi dài. Nguyệt ngước nhìn ông ta, vẫn chưa thôi ngừng khóc. Đôi mắt cô hơi đỏ, long lanh, ướt át, trông thật đẹp làm sao. Dượng Duy khum người hôn Nguyệt, không cho cô kịp phản ứng dựng ta dùng lực bế bổng cô lên giữ chặt hai tay nguyệt để cô không thể làm loạn bước chân vội vã đi thật nhanh vào trong phòng nguyệt lại bị một lần nữa bị vật xuống giường như lần trước người đàn ông sau đó nằm đè lên trên người cô đêm đó chuyện không mong muốn lại một lần nữa xảy đến nguyệt bị dựng duy khống chế cưỡng đoạt một lần nữa nguyệt không thể chịu đựng được việc bản thân bị người đàn ông đó giày vò thêm một lần nào nữa Cô trần trừ lưỡng lự suy nghĩ thật kỹ mới bấm gọi điện thoại cho mẹ Nguyệt không nhịn được rơi nước mắt Vừa tủi nhục vừa ấm ức đem chuyện dưỡng duy của ý đồ với mình nói ra Cô không dám nói ra hết toàn bộ sự thật Thì dám lấp lửng nói Ông ta không phải người tốt Muốn làm chuyện đồi bại với cô Nguyệt tưởng rằng sẽ nghe được câu bất bình từ mẹ Hoặc là những lời an ủi đau xót của mẹ dành cho mình cô đã kỳ vọng quá nhiều để khi sự thật không như cô nghĩ nguyệt lại không thể nhìn nhận nổi sự thật phũ phàng này ở đầu dây bên kia bà ý lan tỏ ra rất điềm nhiên bình thản nói chuyện đó không có gì lớn lao mà con gọi điện cho mẹ làm gì dựng con thương con nên mới làm như vậy con đừng có phóng đại vấn đề quá nguyệt cứ nghĩ là do mẹ chưa hiểu rõ những lời cô vừa nói cố gắng giải thích cho mẹ hiểu chuyện không phải đơn giản như vậy đâu mẹ ông ta còn có những hành động quá đáng với con nữa mọi thứ không còn đơn giản như tình cảm thương yêu thông thường mẹ có biết ông ta nguyệt nguyệt chưa nói xong đã bị mẹ lên tiếng cắt ngang con không cần nói những điều vô nghĩa này với mẹ nữa dượng chỉ thương con như con cháu thôi không có vấn đề gì cả dượng bảo con làm gì thì con cứ làm theo đi đừng có chống đối nữa mẹ hiện tại bận lắm không có nhiều thời gian rảnh đâu, đừng có gọi điện làm phiền mẹ nữa. Mẹ không cho Nguyệt nói thêm bất cứ điều gì và lạnh lùng cắt ngang cuộc gọi của cô. Nguyệt sững sờ, nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, trong đầu xoay quanh một mớ vấn đề hỗn độn. Cô không hiểu lắm. Vì sao mẹ lại bảo cô phải vâng lời dưỡng trong khi đã nghe được những gì ông ta đã làm với cô? Mẹ không cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng hay sao? Một bên là con gái, một bên là chồng, mẹ chọn tin tưởng người đàn ông đều cáng đó, cũng không muốn tin lời con gái ruột của mình. Bây giờ cô phải làm sao đây? Không còn ai có thể đứng ra bảo vệ cô khỏi người đàn ông kinh khủng này, cô chỉ có thể như trong quá khứ, tự bảo vệ mình và em gái mà thôi. Ngày có kết quả thi tốt nghiệp, nguyện nhập thông tin rồi bắt đầu tra điểm. Cô mừng rỡ khi thấy kết quả kiểm tra của mình, tổng 4 môn 31,5 điểm cô có thể trúng tuyển vào rất nhiều trường đại học mà cô đã xem qua nghĩ đến việc sau khi nhập học cô có thể dọn ra khỏi nơi này nguyệt càng thêm vui vẻ hơn nữa nhưng nhớ đến việc nếu cô rời khỏi đây một mình em gái phải làm sao đây nguyệt lại có chút xoắn suýt không biết làm thế nào nếu em gái chịu dọn đi cùng cô thì như thế nào nguyệt dự định sẽ đi hỏi châu xem sao nếu châu đồng ý chị em cô sẽ âm thầm dọn ra khỏi nơi này Nguyệt dùng tiền tích góp hơn 5 năm qua của mình bắt đầu đi tìm nhà trước. Cô đã nộp học bạ vào một trường đại học cách nhà khá xa, đi khoảng hơn 3 tiếng, rồi tìm những phòng trọ khu vực xung quanh đó. Những phòng trọ ở khu vực gần trường đại học lại có giá quá mắc, những nơi xa hơn một chút giá mới rẻ hơn. Nguyệt tìm một vòng, cuối cùng cũng thuê được căn phòng trọ nhỏ vừa đủ hai người sống, giá là 1 triệu ba một tháng, quá rẻ so với nơi khác. Nguyệt sau khi thanh toán một năm tiền nhà, cô về nhà hỏi Châu có muốn đi theo cô khỏi đây không? Không ngờ rằng Châu lại chọn ở lại với mẹ, không muốn đi. Nguyệt thuyết phục thế nào, Châu cũng không chịu. Cuối cùng, Nguyệt chỉ còn cách dặn dò Châu phải tự biết bảo vệ bản thân mình, tránh ra Dượng duy, xong cô mới thu dọn đồ đạc. Nguyệt dọn đi, thì có một mình Châu biết, đợi khi Dượng duy và mẹ biết được tin tức, Nguyệt đã lên xe đi từ lâu rồi. Nguyệt đăng ký học vào một trường đại học sư phạm. Cô không ngờ trái đất có thể tròn đến như vậy. Sau 5 năm, từ lúc rời bỏ quê cũ, đã rất lâu rồi, bây giờ cô mới gặp lại chị bé. Chị ta vẫn không khác năm xưa, vẫn cặp kính cận đó và nút muộn ruồi ngay ở vị trí cánh mũi của chị ta, cô không bao giờ quên được. Nguyệt nhận ra chị bé ngay từ lúc vừa chạm mặt, còn chị ta lại không nhận ra cô ngay. Chị ta ngờ ngỡ quay lại nhìn cô mấy lần, hai người đăng ký vào cùng một khối còn học chung lớp giữa hàng ngàn con người vậy bọn họ vẫn chạm mặt nhau quả thật trùng hợp đến éo le sau khi kết thúc buổi học chị bé vội vàng đuổi theo nguyệt chặn cô lại muốn xác nhận xem cô có đúng là con chuột bẩn thỉu hôi hám ngày xưa không mày là chuột thật hả tao không ngờ mày thay đổi nhiều đến thế chị bé quan sát nguyệt một lượt từ đầu đến chân cô không sót một chút nào Nguyệt không còn là cô nhóc gầy nhom sách dưới ngày xưa. Cô hiện tại đã trở nên phỏng phao xinh đẹp, ăn mặc còn rất hợp thời, hợp mốt. Không sống như chị ta, từ vùng quê nghèo khổ lên thành phố, trên người vẫn toát lên sự đặc trưng quê mùa của con gái nông thôn. Mặc dù đứng ngang hàng với Nguyệt, chị ta cảm thấy bản thân mình có phần bị lép vế trước cô. Chị bé ghen tị, nắm chặt nắm tay, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào Nguyệt, Chị ta không thể chấp nhận được việc bản thân lại thu kém trước con nhỏ mà bản thân xưa nay luôn khinh thường. Chị ta không cam lòng vì điều đó. Nguyệt không so đo với chị bé chuyện khi xưa. Hiện tại bọn họ gặp lại nhau không khác gì những người xa lạ. Cô không còn vướng bận vì mấy chuyện vặt vãnh trong quá khứ nữa. Cảm ơn. Nguyệt mỉm cười lịch sự đáp lời chị bé. Lâu rồi không gặp chị, mọi người ở đó vẫn khỏe hết chứ. Nguyệt cư xử lễ độ giống như những người ở thành phố Khí chất tao nhã toát ra từ cô có sức hút lạ kỳ Bao nhiêu người đi qua hai người họ đều không nhịn được phải ngoái lại nhìn cô Chị bé để ý thấy điều đó Bàn tay đang nắm chặt của chị ta càng thêm dùng sức Móng tay đã bắt đầu xé ra, ghim vào trong thịt Chị bé sắp nhịn đến cực hạn rồi Chị ta không muốn tiếp tục ở lại đây thêm nữa Đứng với Nguyệt của hiện tại Chị ta giống như một vết mực nghịch ngoạc bị đưa ra so sánh với cô mà thôi Chị bé không đáp lại Nguyệt, tức giận đùng đùng, xoay người bỏ đi. Nguyệt không rõ vì sao chị ta lại tức giận như thế. Cô cũng không cố tìm ra câu trả lời, xoay người trở về phòng trọ của mình. Nguyệt dự định chiều nay cô sẽ đi tìm thêm công việc làm thêm, kiếm thêm thu nhập. Sau khi dọn ra khỏi nhà dì dượng duy, cô cắt đứt mọi thông tin liên lạc với bên đó. Chỉ để lại số điện thoại cho mỗi châu để liên lạc với cô thôi. Cô cũng sẵn dò kỹ lưỡng em gái, không được cho bất kỳ ai biết số liên lạc này của cô cả. Thông tin không thể câu thông, cô cũng không được bên đó chu cấp chi phí gì nữa. Hiện tại, tiền cô đang sử dụng là một phần tiền ít ỏi còn dư sau khi đã đóng hết tiền nhà. Nguyệt được nhận và làm phục vụ cho một quán trà sữa đồ ăn vặt. Tiền lương tuy không cao, nhưng thời gian lại phù hợp với thời gian mà cô dành. Ngày đầu tiên làm việc, tuy có chút bỡ ngỡ, nhưng Nguyệt tiếp thu rất nhanh Chủ quán là một chàng trai trẻ rất vừa ý với cô nhân viên mới này, nhưng cũng nhờ Nguyệt quán trà sữa thu hút được khá là nhiều khách hàng nam đến. Họ đến chủ yếu là vì mê đắm nhan sắc của cô nhân viên xinh đẹp. Một cô gái cùng làm một việc trong quán với Nguyệt thấy cô xinh đẹp lại không khiêu căng, còn hiền lành tốt bụng, liền thích tính cách của Nguyệt và mở lời muốn kết bạn với cô. Hai người trùng hợp là bạn học cùng khối, nhà trọ cũng ở đối diện với nhau Cô gái này là một người thẳng tính, chẳng bao lâu sau hai người đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Thu nhập quán được tăng lên, Nguyệt có công lao lớn nên được thưởng một phần, cô bạn mới của cô cũng được ké trong lây. Cầm tiền lương giải cộm trên tay, thành hào hứng quay sang nói với Nguyệt. Nhờ cô gái xinh đẹp của chúng ta mà lương của tôi tăng lên vùng vụt luôn này, cậu cố gắng phát huy hơn nhé, thần tài của tôi ơi. Nguyệt bị kẹo đỏ cả mặt, Cô liếc mắt phản bác lại lành Cậu nói nghe ghê quá đây thôi Tôi nào có thần tài gì chứ hả Người phát tiền lương cho cậu là ông chủ mà Cô nhận lần người rồi đó Phải không ha Hình như tôi lộn thiệt ấy Hai người đùa sỡn ở Mỹ Vừa đi về vừa trò chuyện cùng với nhau Đang nói tới vấn đề nào đó Bỗng có một chàng trai đột ngột xuất hiện Chặn trước hai người Lành đang nói dở câu chuyện Lành phải dừng lại xem người này có chuyện gì Chàng trai lúng túng, nhìn lành, rồi lại nhìn sang Nguyệt, ngại ngùng gãi đầu. Lành nhìn qua, đã biết người này đến đây là muốn tìm ai. Cô không lên tiếng, đứng bên cạnh Nguyệt xem tình hình. Nguyệt đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì có thể nhận lời làm quen với tôi được không? Chàng trai này có lẽ là lần đầu tiên tỏ tình với người khác. Câu văn rất non nớt nhưng lại đầy sự chân thành. Anh chàng có vẻ ngoài điển trai, lịch sự, tập kính cận trên mặt làm cho người đối diện có thêm thiện cảm với anh à quên mà chưa giới thiệu tôi tên là nhân cũng là người học ngành sư phạm giống nguyệt nguyệt có thể cho tôi làm quen với nguyệt được không dù có chút rụt rè anh ta vẫn cố nói hết ra mọi suy nghĩ của mình nguyệt lưỡng lự trước lời tỏ tình đột ngột này cô bối rối quay lại nhìn lành như muốn cầu cứu lành cố ý quay mặt đi hướng khác muốn để xem nguyệt sẽ xử lý chuyện này như thế nào nhân chìa ra bó hoa đã chuẩn bị trước dối vào tay nguyệt để cho cô cầm nguyệt cảm thấy bản thân đã nhận hoa rồi lại không cho người ta câu trả lời đàng hoàng thì không đúng lắm cô mỉm cười lịch sự đáp lại nhân tôi chưa có người yêu nhưng tôi không thích anh nên không thể nhận lời đề nghị của anh được tôi xin lỗi nhân nghe lời này của nguyệt thì có chút thất vọng nhưng anh vẫn không bỏ cuộc nói vậy trước tiên nguyệt cho tôi làm bạn với nguyệt trước được không chúng ta tìm hiểu trước nếu nguyệt vẫn không thích tôi thì tôi sẽ không ép buộc nguyệt nguyệt thấy anh nói chuyện chân thành như vậy trong lòng có chút đắn đo dù vậy cuối cùng cô vẫn lượt đầu đồng ý lời đề nghị của nhân anh vui mừng nhoẻn mẹ cười không thể kìm nén nguyệt và nhân bắt đầu từng bước tiến hành tìm hiểu nhau ngày ngày nhân đều đến lớp của nguyệt để đưa cô về nhà anh làm hết mọi chuyện mà một người bạn trai nên làm nhưng nguyệt trước sau vẫn đối xử với anh như thường lệ không khác gì bạn bè bình thường hết nhân có chút trùn bước nhưng hôm sau anh lại rất nhanh lấy lại tinh thần quyết tâm phải cưa đổ địch nàng hoa khôi giảng đường lạnh lùng này may mắn là Nguyệt vẫn đồng ý đi về cùng với anh anh thấy được an ủi phần nào giờ tan học nào hai người cũng đi chung với nhau hai người đều không hề che giấu mỗi hành động của mình dần dần chuyện hai người hẹn hò lan truyền rất rất nhanh chị bé cũng biết được chuyện đó Chị ta nghe ngóng thông tin từ bạn bè Sau khi biết chàng trai tiên nhân đang quen với Nguyệt Là người thành phố chính gốc Gia đình còn thuộc hàng khá giả ở đây Chị bé tỏ ra ghen tị với Nguyệt Cô ta không ngờ Nguyệt lại có được may mắn đến thế Cô ta cũng muốn quen được một người đàn ông tốt như vậy Còn đẹp trai và yêu thương chăm sóc bạn gái giống như nhân Sau khi nhìn thấy nhân Chị bé liền thích anh ngay từ lần đầu tiên Mọi thứ của anh đều phù hợp với mẫu hình người yêu lý tưởng của chị ta thì bé bắt đầu dựng lên kế hoạch tiếp cận nhân Chỉ cần làm quen được với anh thôi Chị ta tự tin bản thân có thể chia sẻ được hai người Nhân phốn cũng là một người tốt tính Chỉ cần là người gặp khó khăn Anh sẵn sàng đưa tay ra trợ giúp Hôm đó trên đường đi đến lớp Nguyệt đón cô như mọi ngày Nhân nhìn thấy trên đường có một cô gái đang hớt hải Nhặt lại sắp tài liệu rơi vương vãi Nhân không trần chừ tiến lại giúp đỡ nhặt phụ chị bé nhận lại tài liệu từ tay nhân ngại ngùng nói cảm ơn với anh cảm ơn cậu đã nhặt giúp tôi nhé không biết cậu tên là gì tôi có thể biết tên cậu được không nhân không đề phòng với cô gái có vẻ vô hại này anh thành thật trả lời tôi tiên nhân chị bé nghe anh trả lời liền khúc khích cười e lệ vén tóc nhỏ giọng nói còn tôi tên là huyền rất vui được làm quen với cậu huyền chính là tên trên giấy tờ của chị bé chị ta chìa tay ra bắt tay với nhân anh không tiện từ chối nên đưa tay bắt lại Nhân xem đồng hồ đã thấy cũng hơi trễ giờ đi đón Nguyệt Anh lịch sự nói vẻ câu xã giao với chị bé Sau đó liền xin phép ly khai Chị bé nhìn theo hướng đi của Nhân Ánh mắt sáng ngời xem lẫn chút tính toán Chị ta càng thêm chắc chắn Muốn giành được người này từ tay khỏi Nguyệt Một người tốt và tâm lý như vậy Chị ta không cam tâm sẽ để cho người này lọt vào tay của Nguyệt Chị ta không chỉ vì bản thân còn vì sự ganh ghét không muốn thu kém Nguyệt của chị ta nữa. Nguyệt không hay biết việc bản thân cô đang bị người tính kế. Hàng ngày, cô đều xoay quanh việc đi học, đi làm, nào cũng để ý đến mấy chuyện không đâu đó. Cô không hề hay biết chuyện chị bé ngày nào cũng canh mẹ đón đầu nhân. Không vì chuyện này thì cũng vì chuyện khác. Dần già, hai người này tiếp xúc qua lại với nhau nhiều hơn. Đang pha nước cho khách, lành lên tiếng hỏi Nguyệt. Hôm nay hình như anh chàng nhân kia không đến nhỉ anh ta có việc bận à nguyệt vừa pha trà sữa cho khách vừa trả lời lành nhân nói có một người bạn của anh nhờ chỉ giúp một vài vấn đề không hiểu trong đề cương nên anh ấy nói sẽ không thể đến đón tôi được lành tỏ ra nghi ngờ bạn bè gì mà quan trọng đến vậy nguyệt lắc đầu tôi không biết tôi chưa gặp người bạn đó của anh lành tính tiền xong cho khách nghiêm túc quay lại đưa ra lời cảnh báo cho nguyệt và đừng có nên lơ là quá đó dù hai người chưa chính thức xác nhận mối quan hệ nhưng nói sao anh cũng là một nửa bạn trai của bà rồi dù anh ta có nhân phẩm tốt như thế nào nhưng mà đứng trước cám dỗ không ai nói chắc được điều gì đâu và nên cẩn thận một chút nguyệt ngẫm nghĩ những lời của lành cô gật đầu khi nhớ lành vui vì nguyệt chịu theo lời góp ý của mình hai người chuyển sang nói về chuyện khác cha mẹ tôi thương tôi lắm mỗi tuần đều gọi điện hỏi thăm tôi ăn uống ngủ nghỉ thế nào mà hôm trước mẹ tôi có gửi một ít trái cây đặc sản ở quê lên cho tôi đó. ý nữa, bà có phòng trọ tôi đi, tôi cho bà nếm thử đặc sản quê tôi. Nguyệt nghe lành, chia sẻ với gia đình của cô ấy mà cảm thấy hâm mộ vô cùng. Cô nhớ đến cha mẹ của mình, trong lòng chỉ cảm thấy thất vọng không thôi. Nhớ lại, lời nói của mẹ ngày đó, cô vẫn không thể lý giải được vì sao mẹ lại muốn cô làm theo ý của Dượng Duy. Vì sao lại vậy? Phải chăng bên trong còn có ẩn tình gì mà cô không biết hay sao. Mà nói mới nhớ, hình như cũng đã lâu rồi cô chưa liên lạc với em gái, không biết cô bé có ổn không. Sau khi tan làm, Nguyệt ghé qua phòng trọ của lành, cầm ít đặc sản về, khi về đến phòng trọ, cô không chờ được đánh máy gọi cho em gái. Bên đầu rơi bên kia, vang lên ba bốn tiếc tút tút mới có người bắt máy. Alo, hai hả? Nghe được giọng nói của em gái, Nguyệt có chút nhớ em. Cô cười vui vẻ, không quên hỏi thăm tình hình của em gái. Em ở đó có ổn không? Nói cho ai nghe. Nếu không ổn, nói với hai. Hai về đưa em đi. Cô áp điện thoại và sát tai, cười khúc khích trả lời chị gái. Hai nói gì vậy? Em ở nhà có gì mà không ổn chứ? Em khỏe lắm, hai đừng lo. Nguyệt vẫn không tin tưởng lắm. Cô sợ Châu có chuyện giấu mình, thật không? Không có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Dựng Duy có làm gì em không? Châu không hiểu, chị hai sao lại hỏi những câu lạ lùng như vậy chắc nịch trả lời chị hai thật mà làm gì có chuyện gì xảy ra với em chứ với lại sao hai lại hỏi dượng duy có làm gì em không là sao dượng cũng làm gì là làm gì ạ à? nguyệt nghe châu đảm bảo như vậy thì hơi an tâm một chút khi nghe châu hỏi vậy cô á khẩu không biết phải giải thích chuyện này như thế nào ngay khi cô định lên tiếng thì nguyệt nghe được có tiếng gõ cửa phòng truyền qua sau đó là giọng nói quen thuộc của dượng duy vọng vào Châu đang ở trong phòng hả? Mở cửa đi, Dượng có chuyện này muốn nói với con. Dạ. Châu đáp lời, vừa định buông điện thoại, thì nghe thấy tiếng Nguyệt từ trong điện thoại hét lên. Đừng, Châu, em không được mở cửa cho ông ta vào phòng. Châu sợ Dượng Duy bên ngoài nghe được tiếng nói chuyện điện thoại của cô và chị hai. Liền hạ thấp giọng hỏi. Sao vậy hai? Em không thể mở cửa cho Dượng vậy. Nguyệt cướp gáp, muốn chết rồi. Cô lo lắng, đi vòng vòng, không biết phải nói sao cho Châu hiểu nữa. Hai dặn thì em cứ nghe đi, Đừng có hỏi nhiều nữa, một ngày nào đó hai sẽ giải thích rõ ràng cho em, giờ thì nghe lời hai, đừng có mở cửa." Châu không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Bên ngoài, Dượng Duy lại gõ cửa thêm vài lần nữa, không thấy có người trả lời, Dượng ta xoay người bỏ đi mất. Không còn nghe thấy tiếng gõ cửa, cùng giọng nói đầy ám ảnh của Dượng Duy, tâm trạng đang treo cao sợ hãi của Nguyệt tạm thời hạ xuống. Hai chị em Nguyệt trò chuyện vài câu với nhau xong thì cúp máy, Trước khi dừng cuộc gọi, Nguyệt dặn dò em gái phải nâng cao sự đề phòng với Dượng Duy, không được lại gần tiếp cận với Dượng ta, cũng không được mở cửa phòng cho Dượng Duy vào. Dặn dò xong xuôi, Nguyệt mới tiếc nuối kết thúc cuộc gọi. Hôm nay là ngày sinh nhật của Nhân, Nguyệt muốn làm một bất ngờ nhỏ dành tặng cho anh. Hai người hiện tại đã xác nhận mối quan hệ là người yêu của nhau, nhưng Nguyệt tự nhận thấy bản thân có vẻ quá hời hợt với người yêu của mình vì vậy cô quyết định sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ để đáp lại những chân tình mà nhân đã làm cho cô trong thời gian qua nguyệt mua một chiếc bánh kem nhỏ một chiếc áo thun nam màu be đơn giản gói trong túi quà xinh xắn làm quà cô mang theo hai thứ này đi đến lớp học của nhân nguyệt muốn tạo bất ngờ nên không hề gọi điện báo trước cho nhân muốn cho anh một niềm vui ấn tượng phòng học của nhân đi ra phải đi qua một khúc ngoặt hành lang mới đi ra ngoài được Nguyệt đứng nép mình sau bức tường ở hành lang đó, muốn làm cho Nhân giật mình khi thấy sự xuất hiện của cô. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyệt đến lớp học này. Đứng đợi một lúc lâu, lớp học mới tan. Từng sinh viên tốt năm tốt ba rời khỏi phòng học. Trong góc khuất của hành lang, không ai nhìn thấy được Nguyệt đang đứng đó. Nhân từ trong lớp bước ra, chị bé đã đứng chờ sẵn trước cửa lớp học của Nhân đón anh. Trên tay chị bé là một hộp quà nhỏ xinh xắn là quà chị ta sẽ tặng cho nhân trong ngày hôm nay chị ta đã tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin của nhân rồi kể cả ngày sinh tháng đẻ của anh nên việc biết được hôm nay là sinh nhật của anh thật sự quá đơn giản tặng cho anh chúc mừng sinh nhật chị bé nhỏ giọng chúc mừng sinh nhật của nhân hộp quà nhỏ xíu rối vào tay anh cầm hộp quà nhỏ trên tay nhân có chút cảm động lại thấy biết ơn chị bé vô cùng đây là lần đầu tiên anh được một người khác giới tặng quà cho mình. Nói không rung động là giả, cái tim anh thật sự đã lỗi nhịp vào giây phút ấy. Cảm ơn cô, món quà đẹp lắm. Nhân cầm hộp quà trên tay ngắm nghía, yêu thích không thể rời mắt được. Chị bé thấy anh ta yêu thích không rời tay như vậy, đoán được rằng kế hoạch của mình đã thành công rồi. Chị bé cũng đã thấy Nguyệt đứng sau bức tường của hành lang, không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này, Chị ta bổ nhào tới ôm chặt lấy eo của nhân Bị bất ngờ tập kích Nhân bối rối giữ cánh tay đang siết chặt eo mình Anh ấp úng không nói thành câu Cô, cô làm, làm gì vậy? Chị bé đối diện với ánh mắt của Nguyệt Liếc mắt nhìn cô khiêu khích Giọng chị ta ngọt như sắp chảy nước Em thích anh Thích anh kiểu lâu lắm rồi Giây phút gặp nhau lần đầu tiên đó Em đã chắc chắn anh là định mệnh của đời em Anh có đồng ý làm bạn trai của em không? đôi mắt chị bé long lanh nhìn nhân. Bên trong chứa tình cảm dạt dào lay động, dù là ai thì cũng rất khó từ chối một người con gái can đảm, mạnh mẽ, dám để đến tỏ tình với người mình yêu. Nhưng nhân vẫn nhớ mình hiện tại, đang là người yêu của Nguyệt, anh ấp úng chưa đồng ý ngay. Tôi, tôi, thấy anh mãi vẫn chưa nói thành lời, chị bé biết anh còn đang lưỡng lự vì Nguyệt, chị ta quyết định sẽ đưa ra một tuyệt chiêu đòn tấn công. Không để cho nhân kịp lé tránh, chị bé giữ chặt tay áo của anh, kiễng chân hôn lên môi anh. Cả Nguyệt và Nhân đều sững sờ trước hành động bạo dạn của chị ta. Nhân trợn tròn mắt nhìn chị bé, bên trong ánh mắt còn có chút mê man chưa tỉnh. Chị bé lại kéo anh lại lần nữa, hôn lên môi anh. Lần này, nụ hôn không đơn thuần chỉ là môi chạm môi nữa, chị bé hé miệng, ngậm lấy cánh môi của Nhân khiêu khích anh. Nhân hoàn toàn bị chị bé hạ gục Anh vươn tay ôm lấy chị ta vào lòng Hé miệng hùa theo nụ hôn ướt át này của chị ta Trong hành lang yên tĩnh Thì còn lại tiếng môi lưỡi của hai người kia Nguyệt không ngờ diễn biến mọi chuyện lại nhanh đến vậy Cô cũng chợt nhận ra Sức chịu đựng của nhân ít ỏi đến đáng thương Từ lúc chị bé tỏ tình Cho đến lúc hai người cuốn lên nhau Quản vẹn chưa tới 5 phút Vậy mà anh ta luôn miệng nói chỉ chung thủy với một mình cô Cái chuyện này giải thích thế nào đây Nguyệt nhìn hai người đang hôn nhau say đắm Không đứng xem nữa Mà đi chỗ của họ Nhân đang quay lưng lại Nên không hề hay biết Nguyệt đã đến Anh ta vẫn còn đắm chìm trong đụ hôn của mình Nguyệt nhìn hai người cuốn quyết nhau Bình thản hỏi Hai người dây dưa đủ chưa Nhưng nghe thấy giọng Nguyệt Anh ta giật mình quay phát người Khi nhìn thấy người đến thật sự là Nguyệt Anh ta luống cuống đẩy lùi chị bé ra khỏi người mình, lắp bắp hỏi cô. Em, em đến đây từ lúc nào vậy? Hành động che đậy lấp liếm đó của anh ta, Nguyệt thấy rất rõ ràng. Cô nhếch môi khinh bỉ đáp. Đến từ khi lớp chưa tan học, mặt nhân thoát cái trắng bệch, anh ta ấp úng mãi, vẫn không nói được câu gì. Nguyệt điểm nhiêm đứng đợi anh ta cho mình câu giải thích, nhưng nhìn ánh mắt tránh né của anh ta làm cho Nguyệt thấy rất thất vọng. Chị bé nãy giờ đang yên lặng xem tình hình, lúc này liền tiến đến, quàng tay khoác lên cánh tay của Nhân. Chị ta không hề cảm thấy xấu hổ khi quyến rũ người yêu của người khác, mà còn rất sẵn dạc tuyên bố với Nguyệt. Tôi và anh Nhân là người yêu của nhau, như cô thấy rồi đấy, anh ấy động lòng với tôi nhiều hơn là cô, cho nên cô đừng cuốn lấy anh ấy, quấy nhiễu tình yêu của chúng tôi nữa. Nhân giật mình, trước lời tuyên bố hùng hồn của chị bé anh hoảng loạn vội vàng bố lên tiếng giải thích với nguyệt không không phải như vậy nguyệt anh ta chưa kịp nói hết đã bị đôi mắt sáng trong của nguyệt nhìn cho không thể nói tiếp anh ta có chút trột dạ cúi đầu vì bản thân thật sự có nhiều chuyện đã giấu giếm làm sau lưng cô có một vài lần nhân nói dối nguyệt là có việc nhưng thật ra là vì anh ta đã đi chơi với chị bé hai người còn từng cùng nhau hàn huyên châm sự anh ta cũng có chút thích chị bé nên chưa bao giờ từ chối yêu cầu của chị ta nhưng anh ta không đáp lại tình cảm của chị bé cũng không thẳng thừng nói ra với nguyệt vì anh ta thấy tiếc người bạn gái xinh đẹp là cô cô lại còn tốt tính hiền lành nên anh ta không nỡ buông tay dần dà chuyện này cứ kéo dài cho đến tận hôm nay nhân biết mình có lỗi với nguyệt anh ta hổ thẹn không dám đối diện với cô nguyệt thở dài xem như đã hiểu tất cả Cô không phải kiểu người thích dây dưa và lụy tình. Cô cũng thật sự không có tình cảm với nhân. Nguyệt gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tôi sẽ không dây dưa với anh. Chúng ta chia tay thôi. Chị bé vừa nghe cô nói như thế thì mừng húm. Chị ta nhích cao mép miệng. Không giấu được tâm trạng vui sướng của mình. Nguyệt hiểu rõ tâm trạng chị ta lúc này hẳn là vui vẻ lắm. Vì chị ta lại vừa giành được một thứ từ tay cô. Cô không hiểu tại vì sao chị ta cứ khăng khăng phải tranh đoạt với cô để làm gì nhìn khuôn mặt tự hào vì người chiến thắng của chị ta cô cảm thấy con người này thật ấu trĩ nguyệt không quan tâm cô bình đạm nhìn thẳng vào nhân nói tiếp nhưng có một điều tôi muốn nói rõ ràng tôi không phải hạng người thích chen chân vào mối quan hệ của ai hết cũng không phải hạng người mất giá đến mức làm trò điên khùng với đàn ông nên không cần lo lắng tôi sẽ dây dưa không dứt mãi với anh đâu bây giờ thì chào tạm biệt nguyệt không ở lại đây thêm nữa Cô dứt khoát quay người rời đi Mặc kệ tiếng kêu gọi tiếc nuối của nhân Đi ra khỏi dãy phòng trọ Nguyệt quyết định sẽ trở về phòng trọ Trời đã sầm tối rồi Bụng cô có chút cồn cào Nên muốn về nhà nấu cơm Bánh kem và quà vẫn còn cầm trên tay Nguyệt không vứt đi Cô cảm thấy làm vậy sẽ rất lãng phí Nguyệt đi bộ hơn 20 phút Mới về tới phòng trọ Vì trời tối nên đã bật đèn đường Đi vào phòng trọ cũng không quá tối tăm Cô lấy chìa khóa từ trong túi áo, cắm vào ổ khóa, khẽ vặn chốt ổ khóa cạch một tiếng, rất nhanh liền mở ra. Nguyệt lấy ổ khóa, vừa đưa tay định đẩy cửa, thì có một cánh tay khác nhanh hơn vươn ra giúp cô mở cửa. Nguyệt nhìn cánh tay, thình lình dõi ngang tầm mắt thì giật mình. Cô bất ngờ sự người không kịp phản ứng. Mùi nước hoa đàn ông như có như không quanh quẩn trong không khí, vây hãm Nguyệt bên trong. Mùi hương quen thuộc cuộc riêng về một người làm cho Nguyệt sợ hãi, cô cứng người không dám nhúc nhích. Làm sao mà ông ta có thể tìm được nơi ở hiện tại của cô chứ? Thế Nguyệt sợ hãi, mãi không có phản ứng gì, tượng duy nhìn cơ thể cứng còng của cô bật cười lên tiếng. Sao à con lại không nói gì? Con không có lời gì muốn nói với Dượng sao? Hửm. Nguyệt khẽ run lên nhẹ nhẹ, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông làm cô hốt hoảng. Con không nói lời nào, chạy đi như thế, làm cho Dượng lo lắng lắm đấy mẹ con cũng đang lo sốt vó lên kia kìa Con bỏ đi như thế, bà ấy biết phải làm sao đây Nguyệt giật mình Vì chữ mẹ trong câu nói của Dượng Không hề nhận ra ẩn ý trong câu nói đó Ông ta biết bà Ý Lan là mẹ cô rồi sao Ông ta biết được lúc nào Dựng duy có lẽ đoán được suy nghĩ trong lòng cô Nhưng ông ta không để tâm Vẫn điềm nhiên nói Không có giấy nào có thể gói được lửa Với lại con đoán xem Vì sao cô lại đi đến bước đường này Nguyệt vẫn căn cắn trong lòng Việc bản thân đã phản bội mẹ Ăn cháo đá bát Vong ơn bội nghĩa Đó là tất cả những lời cô đáng phải nhận lấy Cô đã rời khỏi nơi đó Muốn bỏ lại tất cả Quên đi tất cả Và chạy trốn sự thật Nhưng tại sao người đàn ông này Không chịu buông tha cho cô Cứ muốn đuổi cùng giết tận Dồn ép cô vào bước đường cùng mới chịu sao Tất cả Còn không phải do ông gây ra với tôi sao Tính ông là người đã gây lên tất cả rồi ông lại hỏi tôi vì sao ư nguyệt tức đến run bần bật bàn tay cô siết chặt lộ cả gân xanh người đàn ông không trả lời câu hỏi của nguyệt ông ta đưa tay chạm vào mái tóc đen sau lưng cô cúi đầu đặt cầm lên vai nguyệt người mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ người cô mấy tháng con rời đi dượng nhớ con lắm đấy nếu không phải vô tình nhìn thấy giấy báo nhập học của trường con dượng cũng không biết con hiện tại đang ở chỗ này còn nếu không muốn dượng biết về tình hình cuộc sống của con con không nên liên lạc về cho Châu đâu Con bé đã rất thân thiết với Dượng đấy Giọng Dượng Duy bùi ngồi Bàn tay vòng qua eo cô siết chặt lại Nguyệt không ngờ Còn có những chuyện trùng hợp đến vậy Với cả cô không nên quá tin tưởng vào em gái Con bé đó còn quá ngây thơ Khi đứng trước người đàn ông cáo già này Vậy bây giờ Ông muốn làm gì đây Muốn cưỡng bức tôi như trước đây hay sao Nguyệt buồn bã nói Giọng cô run run Dượng Duy khựng lại vài giây Ông ta nhớ đến những hành động quá quách của mình trước đó Trong lòng hối hận không thôi Có lẽ những hành động bạo lực đó Đã để lại vết thương tâm lý cho Nguyệt Xin lỗi con Dượng không nên làm vậy với con Nhưng việc Dượng nhớ con là thật Dượng đã tìm kiếm con rất lâu Dượng duy ôm siết cô vào lòng Khảm chặt cô trong vòng tay mình Nguyệt lặng im không đáp Cô có chút thất thần dựa lưng vào người Dượng Duy, mặc cho ông ta ôm lấy cô, Nguyệt đưa tay đặt lên tay nắm cửa, đẩy nhẹ vào trong. Dượng duy biết ý buông lòng tay mình, theo sau Nguyệt đi vào trong phòng. Nguyệt nhìn lướt qua người đàn ông, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ông ta vài giây rồi nhanh chóng rời đi. Cô bỏ túi quà và bánh kem sinh nhật lên bàn, đi vào trong phòng tắm thay đồ. Dù biết bên ngoài đang có một người đàn ông nguy hiểm từng ép buộc mình hai lần, nhưng không hiểu vì sao, ngay lúc này Nguyệt lại có suy nghĩ ông ta sẽ không làm gì cô đợi khi nguyệt từ trong phòng tắm đi ra dượng duy đã ngồi dựa trên giường của cô nhắm mắt ngủ thiếp đi nguyệt tần ngần đứng nhìn ông ta nằm ngủ trên giường mình suy nghĩ trong lòng hỗn loạn rối tung rối bời bụng cô cồn cào nguyệt lấy ra một gói mì muốn nấu cho mình quay sang nhìn dượng duy cô cắn răng lấy thêm hai gói mì nữa nấu cho ông ta hành động và suy nghĩ của nguyệt rất mâu thuẫn nhau Lúc thì không muốn nhìn thấy mặt ông ta Nhưng khi nấu cơm thì lại lo lắng ông ta đói bụng Muốn đuổi ông ta ra khỏi phòng trọ của mình Lại lo là bên ngoài trời có lạnh không Cô không thể nói được Cảm xúc trong lòng của mình bây giờ Đành đổ lỗi cho những năm tháng sống hạnh phúc kia Đã làm cho cô mềm lòng Mùi mì thơm đánh thức người đàn ông đang ngủ Dựng duy đưa tầm mắt dừng trên bàn tay đang buộc tóc của Nguyệt Hình ảnh này thật sự rất đẹp thì đơn giản như thế lại đủ sức câu lấy tâm trí của người đàn ông trưởng thành. Nguyệt bị dưỡng duy nhìn chằm chằm, đâm ngượng, cô quắc mắt, liếc ông ta, cầu cần nói. Không muốn ăn thì nhịn đi, để tôi ăn. Dưỡng Duy nhấc người ngồi dậy, toe toét miệng cười nói. Có phần của Dưỡng nữa hả? Đúng là chỉ có con thật lòng quan tâm đến Dưỡng. Nguyệt không muốn nghe mấy lời nhịn nọt xến dầm này của Dưỡng Duy. Cô gắt lên, cắt ngang lời nói nhảm của ông ta. Ông lo ăn phần của ông đi. Sao nói nhiều quá vậy? Dượng Duy không so đo mấy lời ngỗ nghịch đó của Nguyệt Tâm trạng ngược lại còn rất vui vẻ Ăn một mạch hết mấy chén to Sau khi ăn xong Nguyệt đưa nồi bát bẩn đi rửa Lau tay ướt và tạp dề Cô lúc này mới lấy bánh kem ra bắt đầu ăn món tráng miệng Dượng Duy ngồi bên cạnh xem cô ăn Tò mò hỏi Hôm nay sinh nhật ai à Nguyệt trầm ngâm một lát Chậm rãi trả lời Bạn trai tôi Nét cười trên mặt Dượng Duy nháy mắt Trở nên căng cứng Chưa kịp nổi đoá Ông lại nghe Nguyệt nói tiếp nhưng vừa chia tay rồi. Hồ, oh, Dựng Dượng Duy tỏ ra rất ngạc nhiên. Nguyệt không định giải thích cặn kẽ với Dượng Duy, cô lặng lẽ một mình, ngồi ăn bánh kem. Dượng Duy thấy cô buồn như vậy, tâm trạng vừa tốt lên, lại trùn xuống, cho Dượng ăn với. Nguyệt quay lại nhìn ông ta, nhìn xuống, chiếc bánh kem đã bị ăn đến nham nhở, nghi hoặc hỏi, ông cũng muốn ăn à? Dượng Duy gật đầu, trồm tới, ăn miếng bánh kem Nguyệt vừa sấn, trong sự bất ngờ của cô đôi gò má của Nguyệt dần dần đỏ lựng lên, sau đó lan tràn sang tai và cổ. Ông, ông Nguyệt đắp ống, nói không thành lời. Dượng duy ngắm nhìn sự ngây ngô dễ thương của Nguyệt, không nhịn được khôn lên đôi môi đỏ thắm của Nguyệt. Tối hôm đó, hai người lần đầu tiên ngủ chung với nhau trên cùng một chiếc giường. Giường một mét hai quá nhỏ, không đủ chứa được cùng lúc hai người trưởng thành. Nguyệt nằm nghiêng người, áp mặt vào tường, quay lưng lại với Dượng duy. Người đàn ông nằm phía ngoài Nhìn tấm lưng mảnh mai của người con gái mình yêu Trong lòng khẽ động Nhích sát lại gần Dựng Duy đưa tay quảng ôm lấy Nguyệt Kéo sát cô vào trong lòng mình Thân thể Nguyệt thoáng cứng còng Nhưng qua vài phút sau Sau khi thấy Dượng Duy không có hành động nào khác Nguyệt mới dám thả lỏng cơ thể Chìm vào trong giấc ngủ Sáng hôm sau Nguyệt tỉnh dậy trong vòng tay của Dượng Duy Cô thấy cảm giác này thật lạ lẫm Vì đây là lần đầu tiên cô ngủ chung giường Với một người đàn ông Nguyệt ngẩn người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Dượng Duy, công tâm mà nói, Dượng Duy quả thật là một người đàn ông rất có sức hút với phụ nữ, không chỉ có vẻ bề ngoài điển trai lịch lãm, sự nghiệp thành công, lại thêm tính cách thẳng thắn dễ chịu, ông ta chính là hình mẫu lý tưởng mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Nhưng sẽ chẳng ai biết, người này được cái mã ngoài mà thôi bên trong lại cất giấu tâm tư đen tối với cháu gái riêng của vợ còn cưỡng ép người ta nữa quả nhiên nhan sắc cũng không cứu nổi cái tâm lý bệnh hoạn này nguyệt thừa lạnh ngồi dậy rời khỏi giường cô đúng giờ lên lớp dựng duy không đi theo mà ở lại trong phòng trọ đến giờ cô tan học mới đi đến trường cô đón người nguyệt đi ra tới cổng liền thấy dựng duy đứng trước cổng đợi cô trong lòng cô phức tạp không thôi không biết nên đối đãi với người đàn ông này sao cho đúng Nguyệt đi tới chỗ ông ta đang đứng Vừa muốn mở miệng nói chuyện với ông Sau lưng cô đã vang lên giọng nói quen thuộc của chị bé Con chuột nhát hôi hám đó hả à? Mày vừa bị người yêu bỏ là đã không chịu nổi Phải đi tìm kiếm đàn ông khác rồi sao Tao nói mày Chị bé vừa đưa mắt dừng trên người dựng duy Đã không thể mở miệng nói tiếp Chị ta cảm thấy vừa tức vừa sốc Không hiểu được vì sao con chuột này Luôn tìm được nhiều mối ngon như vậy Trước đó là nhân Giờ thì là người đàn ông xuất sắc này không chỉ ngoại hình, người này ăn đứt nhân, nhìn quần áo và đồng hồ trên người, người đàn ông này đều là đồ hiệu, đoán chắc là rất giàu có. Chị ta nhìn ra được hàng hiệu cũng là do khoảng thời gian trước muốn tán tỉnh nhân nên đã tìm hiểu. Nguyệt thấy chị bé tự dưng im bạch, khó hiểu quay lại nhìn chị ta. Chị bé nhích đến gần Nguyệt, giọng nói bỗng nhiên trở nên dịu dàng, nhỏ nhẹ hẳn. Đây là ai vậy Nguyệt? Sao mày không giới thiệu với chị? chị bé sử dụng nụ cười duyên dáng của mình với người đàn ông chị ta muốn mê hoặc người đàn ông này nhưng có điều chị ta không ngờ được là người này không bị chị ta dụ dỗ dượng duy liếc mắt lạnh nhạt nhìn qua chị bé rồi lại như không hề để tâm đến sự tồn tại của chị ta nói với nguyệt mình đi về thôi nguyệt ngạc nhiên vì sự lạnh lùng bất ngờ của dượng duy cô không biết lý do vì sao nhưng cũng không tặc mạch hỏi chậm chạp đi theo sau lưng dượng duy chị bé bị người ta lạnh nhạt, vừa bực vừa quê. Chị ta hờ lạnh, nhìn theo bóng dáng hai người, kêu căng, quay phát người, bỏ đi. Nguyệt về tới phòng trọ, vì vẫn còn thắc mắc về chuyện vừa rồi, cô cứ đưa mắt nhìn lén Dượng Duy. Sao đấy, bộ con có chuyện gì à? Ánh mắt Dượng Duy lộ ra sự nguy hiểm, Nguyệt hốt hoảng tránh né, ánh mắt đó của Dượng Duy lắc đầu ngoài ngoại. Dượng Duy bị cô làm cho buồn cười, lắc đầu trước sự trẻ con đó của cô. Dượng Duy ở lại đây với Nguyệt gần hai tuần lễ, bọn họ không nói chuyện gì nhiều với nhau mỗi ngày đều sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ cùng với nhau đến ngày thứ 12 trường làm việc của dựng duy có quá nhiều việc cần người về giải quyết dựng duy mới trở về để giải quyết công việc trước khi đi dựng duy nhìn nguyệt dặn dò con ở chỗ này nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận đừng có làm việc quá sức mấy ngày nữa lại đến thăm con dựng duy hôn lên má nguyệt một cái hôn tạm biệt mới lái xe trở về nhà ngày lễ dỗ tổ cũng đã đến gần Nguyệt được trường học cho nghỉ 5 ngày Đắn đo mãi Cô quyết định sẽ về nhà thăm mẹ và các em Cô nhớ các em của mình lắm rồi Nguyệt còn có một chuyện nghi vấn Muốn hỏi rõ với mẹ Lần này cô về muốn có được câu trả lời thật sự Khi vừa trông thấy Nguyệt Bé pin mếu máu chạy lại ôm cô Từ lúc cô dọn đi đến nay Đã gần một năm rồi Nhóc không được thấy cô nên rất nhớ Châu cũng rất mừng vì chị gái đã trở về, ôm chị gái Hàn Huyên không dứt nguyệt đang tán gẫu cùng các em nhìn quanh quất một hồi cô nghi hoặc vì từ lúc cô về tới giờ vẫn chưa nhìn thấy mẹ nguyệt thắc mắc liền hỏi châu mẹ lại đi du lịch rồi hay sao tại sao không có ở nhà vậy châu lắc đầu trả lời chị gái mẹ đi mua đồ thôi tí nữa là mẹ về đó hai nguyệt gật đầu tỏ ra đã biết sau khi đã nói chuyện đủ rồi nguyệt mới mang đồ trở về phòng ngủ của mình châu đã về phòng rồi còn bé bin thì nắm vạt áo nguyệt lẽo đẽo đi sau lưng cô như cái đuôi nhỏ nguyệt không ngăn cấm cậu bé cứ để bé bin đi theo mình qua giờ cơm tối mẹ mới trở về nhà nguyệt hình như đã rất lâu rồi mới nhìn thấy mẹ trở về cô hồ hởi chạy đến chỗ mẹ giang tay muốn ôm bà không ngờ mẹ lại nghiêng người né tránh cái ôm của nguyệt cười gượng nói với cô mẹ vừa đi ra ngoài nên chưa người bẩn lắm đừng đứng gần mẹ Nguyệt đang sượng mặt Vì sự né tránh vừa rồi của mẹ Giờ đã có chút hòa hoãn lại Vì lời giải thích này của mẹ Hai mẹ con cùng nhau đi vào nhà Trong lòng Nguyệt có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ Nguyệt ngập ngừng, bối rối Không biết bắt đầu từ đâu Nguyệt nhớ đến cuộc gọi của một đêm tuyệt vọng nào đó Mẹ đã từ chối nghe sự trải bày Tâm sự của cô Mẹ bảo cô phải nghe lời dưỡng Những lời nói đó như mũi tên Xuyên thẳm vào trái tim cô Mẹ có biết cô bị dượng cưỡng đoạt đêm đó không mẹ có muốn nói với mẹ chuyện này bà ý lan vừa nghe nguyệt nói có chuyện muốn hỏi biểu cảm trên khuôn mặt bỗng trở nên căng thẳng có chuyện gì con nói đi nguyệt nhìn thẳng vào mắt mẹ hít một hơi thật sâu rồi thẳng thắn nói ra điều bản thân che giấu bấy lâu con đã lên giường với dựng duy con đã bị dượng cưỡng ép mẹ có biết chuyện đó không nguyệt nghẹn ngào đôi mắt cô nhòe trong nước mắt lần mẹ đi biển đó với bạn con gọi vì muốn nói với mẹ chuyện này nhưng lúc đó mẹ nói với con phải nghe lời dượng tại sao bà ý lan né tránh ánh mắt nguyệt bà không thể trả lời được câu hỏi của nguyệt nếu bà nói ra sự thật với nguyệt đó chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn đối với cô mẹ tại sao mẹ không trả lời con mẹ biết hết đúng không nguyệt nức nở hỏi cô khó khăn nói ra từng chữ làm cho cô đau đớn mẹ biết dượng duy có ý đồ với con Vậy mà mẹ vẫn nhẫn tâm bỏ lại con một mình Đối diện với dưỡng Mẹ có biết con đã sợ hãi như thế nào không Lúc đó con đã tuyệt vọng đến mức nào Mẹ có biết không Tại sao Nguyệt không kiềm chế được cảm xúc lúc này của mình Cô dồn dập đưa ra câu hỏi với bà Ý Lan Bà Ý Lan không thể trả lời được câu hỏi của Nguyệt Bà bị sự cắn rứt trong lương tâm Làm cho không thể trả lời Tại sao vậy mẹ Tại sao Nguyệt vẫn đứt nở khóc không ngừng cô chỉ còn biết lặp đi lặp lại câu tại sao đó bà ý lan đầu óc đã trở nên rối loạn và bị nguyệt lay lay đến hoảng loạn buột miệng nói nhưng không phải bây giờ ông ta đã yêu con rồi sao như vậy không tốt sao không chỉ riêng nguyệt sững sờ bà ý lan cũng giật mình vì câu trả lời của mình trong lúc hoảng loạn bà lắp bắp cố gắng giải thích với nguyệt không không phải vậy đâu Ý mẹ không phải như thế, mẹ làm mọi chuyện cũng vì tốt cho con thôi. Nguyệt không còn tin vào những lời biện minh của mẹ nữa. Cô lắc đầu thất vọng nói, nếu muốn tốt cho con, mẹ không nên để dựng duy cưỡng bức con trong đau đớn như vậy đâu. Tự trong trắng của con chưa đổi lại bằng một câu nói, muốn tốt cho con thôi sao? Bà Ý Lan cũng rơi nước mắt, bà tiến đến nắm chặt tay Nguyệt đau khổ nói. Nhưng mẹ cũng bị ép thôi, mẹ không muốn nhìn thấy con khốn khổ giàn vặt như vậy đâu, nhưng mẹ không còn cách nào khác, Tất cả là vì ông ta ép buộc mẹ thôi Nguyệt sụt sị hít mũi Cô hoang mang Không biết suốt cuộc chuyện này cuối cùng là như thế nào Mẹ nói vậy là sao Là ép mẹ Dựng duy sao Ông ta ép buộc mẹ không được xuất hiện phải không Bà Ý Lan Đưa tay gạt nước mắt khó khăn gật đầu Phải Mẹ Bà Ý Lan chưa kịp nói hết câu Đã bị người khác xuất hiện cắt ngang Cô nói sao Tôi ép buộc cô đẩy con gái cô cho tôi sao Cô muốn nói là tôi ép cô bán con gái mình cho tôi sao?" Dượng Duy bất ngờ xuất hiện, làm cho hai mẹ con Nguyệt kinh ngạc quay lại phía dượng ta vừa xuất hiện. Sự xuất hiện của Dượng Duy không làm cho Nguyệt bận tâm đến cái cô để ý là lời ông ta vừa nói, ông nói vậy có nghĩa là sao? Mẹ bán tôi cho ông, sao có thể? Dượng Duy nhìn cô bàng hoàng khi biết sự thật, dù biết rằng cô sẽ đau lòng, nhưng ông ta không muốn giấu giếm cô sự thật và cái ông ta quan tâm hơn cả là sợ cô vì chuyện này mà hiểu lầm mình. Dượng duy gật đầu xác nhận nghi vấn của nguyệt. ông ta nhìn sang bà ý lan, dành mạnh nói ra hết sự thật. mẹ con là người đã đồng ý ký giấy bán con cho tôi bà tên trên danh nghĩa là vợ của tôi. nhưng về mặt giấy tờ hợp pháp thì bà ta không phải. bà ta sau lưng tôi lén nút qua lại với người đàn ông khác, còn bị người đó lừa gạt đầu tư vào vài dự án ma. bà ta vay mượn xã hội đen thiếu nợ rất nhiều tiền, không có tiền trả. Ban đầu bà ta đón con về là có ý định sẽ bán con cho bọn xã hội đen đó. Không ngờ lại bị tôi phát hiện. Tôi bị đưa ra yêu cầu là tôi sẽ mua lại con và sẽ trả hết số nợ đó cho bà ta. Bà ta đã đồng ý và ký với tờ giấy bán con này. Trên đó còn có chữ ký và dấu lăn tay của bà ta. Thượng Duy đưa cho một sấp giấy tờ. Tờ giấy đầu tiên khi là hợp đồng bán con có chữ ký của mẹ. Những tờ sau bên trên lại ghi là Dự Duy sẽ là người giám hộ cho Nguyệt cho đến khi cô đủ 18 tuổi. Những từ này đều có con dấu mộc đỏ. Vậy là sao? Dự Duy nhìn nhận ra nghi ngờ của Nguyệt lên tiếng giải thích. Tôi chỉ lừa bà ta, bảo đây là giấy bán con thôi. Thật ra đó là giấy tờ chuyển nhượng quyền giám hộ sang cho tôi. Tôi sợ bà ta lại tiếp tục nghĩ đến đường bán con nên mới dối gạt bà ta. Nguyệt không ngờ, bí mật to lớn ẩn giấu đằng sau lại là như vậy. Không ngờ mẹ lại có ý định đem cô đi bán cho người ta. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Sao mẹ của cô lại có thể lạnh lùng và nhẫn tâm đến thế? Vì sao vậy mẹ? Mẹ không có chút tình cảm mẫu tử nào với con hay sao? Mẹ! Nguyệt run run nói không nên lời, cổ họng như có gì đó chặn cứng, làm cho cô nghẹt thở. Bà Ý Lan nhắm chặt hai mắt. Bà thật sự không dám đối diện với con gái của mình. Thấu hổ là từ còn quá nhẹ nhàng, đối với tâm trạng của bà lúc này khổ thẹt dây dứt bà không biết phải làm sao nguyệt bần thần không còn cảm giác gì nữa cô đã khóc đến lạc giọng rồi mắt cũng sưng húp lên nước mắt đã cạn không rơi nổi nữa cuộc đời này sẽ chẳng còn ai gặp phải bất hạnh khốn nạn hơn cô đâu bà ý lan thật sự cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào cả ở chỗ này nữa. Bà xoay người, vội vã bỏ chạy ra khỏi chỗ này. Bà xưa nay luôn là kiểu người yếu đuối, đáng hận như thế. Gặp phải chuyện gì, bà luôn chọn cách trốn chạy để không phải đối mặt với nó. Ngày xưa đã vậy, bây giờ vẫn thế. Lúc 5 tuổi, Nguyệt đã nhận đủ mọi hậu quả mà bà để lại. Sau khi trốn chạy khỏi cha, Cô cứ nghĩ rằng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng không ngờ đó chỉ là một cái hố được trang trí bắt mắt mà mẹ cô làm ra để cho cô tự nhìn nhảy vào mà thôi. Nguyệt nhìn sượng duy, nhìn người đàn ông mà cô không biết nên hận hay nên yêu này. Người giải cứu cô khỏi hố sâu là ông ta, người đẩy cô xuống vũng lầy cũng là ông ta. Đối với người này, cô thật sự rất mâu thuẫn, không biết nên xử sự thế nào mới đúng. Dựng Duy đối diện với đôi mắt bao phủ sự đau thương của Nguyệt, trái tim không hiểu vì sao, cứ nhói lên, đau đớn. Không hiểu có phải vì duyên phận không, nhưng từ lần đầu tiên gặp nhau, ông đã cảm thấy xót thương cho số phận của cô bé này. Thời gian dần trôi, sự thương cảm ban đầu mới dần bị biến dạng trở thành thứ cảm xúc xấu hổ này, nếu không phải vì sự quan tâm chăm sóc chu đáo của Nguyệt hàng ngày làm đả động trái tim ông ta ông ta đã không bị rung động bởi cô gái thu mình gần hai thập kỷ nếu Nguyệt chỉ mãi là cô nhóc. Nhỏ gầy, ngây ngô như khi mới đến, ông ta đã không dễ dàng bị sao lòng như vậy. Một cô gái vừa tròn tuổi trăng rằm, xinh đẹp động lòng, lại còn nhu mì chu đáo, thử hỏi ai không thương cho được. Đóa hoa thơm ngát, cứ ngày ngày vườn quanh quấn quýt là người thì đều muốn ngắt lấy, bông hoa tươi đẹp đó phải làm riêng cho mình sau khi nhận ra được tâm tư không đúng đắn của mình dành cho Nguyệt, Dưỡng Duy từng nghĩ đến hành động trốn chạy. Nhưng mỗi lần mệt mỏi về nhà, Nguyệt đều chuẩn bị bữa cơm nóng hổi chờ đợi ông chu đáo đến mức Dưỡng Duy nổi lòng tham. Ông cứ dặn lòng mình thì lần này nữa thôi, sẽ không có lần sau nữa. Nhưng lần sau đến, ông ta lại không kìm được hãm sâu. Những bữa cơm nóng hổi, Nguyệt dụng tâm chuẩn bị đúng từng ngày, từng ngày, công đi một phần trái tim Dưỡng Duy. Ngày ông quyết định lấy đi sự trong trắng của Nguyệt cũng là ngày cô vừa tròn 18 tuổi. Ông đã ích kỷ nghĩ rằng làm như vậy thì có thể giữ cô mãi mãi ở bên cạnh mình. Nhưng Dượng Duy lại một lần nữa đoán sai rồi, Nguyệt đã lớn và có chính kiến của riêng cô. Cô không còn là cô nhóc nhỏ gầy năm 12 tuổi phải dựa dẫm vào mẹ. Cô đã trưởng thành, có thể xài cánh bay ra khỏi những nơi mà cô cho là nguy hiểm. Những ngày Nguyệt không có tin tức, dưỡng duy đã lo lắng muốn phát điên lên hớt thải chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng người trong tim sáu tháng trôi đi ngỡ dài như cả thập kỷ may mắn sao dưỡng duy lục tìm trong những lá thư được nguyệt cất trong ngăn tủ phát hiện được lá thư mời nhập học của ngôi trường sư phạm kia còn nhờ thêm một vài thông tin mà cô bé châu cung cấp ông mới lần tìm ra được chỗ ở của nguyệt rồi đến tìm cô vừa trông thấy nguyệt ông đã muốn nhào đến ôm chặt lấy cô giam giữ cô lại trong vòng tròn của mình nhưng nhớ tới lý do vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây ông không dám hành động lỗ mãng dượng duy đã vắt hết óc mới có thể tìm được cách không làm cho cô nổi giận làm cô tổn thương ông sợ cô lại một lần nữa bỏ ông đi mất như vậy ông biết phải đi đâu tìm người đây lần sau chắc chắn sẽ không may mắn và dễ dàng như lần này đâu Bây giờ thì sau mọi chuyện Nguyệt đã không còn căm ghét ông sau bao nhiêu đau khổ mà ông đã gây ra cho cô. Ông lại không còn tự tin bước lên một bước tiến tới cô nữa. Ông lo rằng bản thân sẽ gây trở ngại cho hạnh phúc và tương lai của cô nếu cô không muốn ở lại bên cạnh ông. Ông sẽ chấp nhận để cho cô rời đi. Đôi mắt dưỡng duy lưu luyến trên khuôn mặt của Nguyệt. Ông không nỡ chớp mắt một cái vì sợ bản thân sẽ để vụt mất một biểu cảm nào đó của Nguyệt vì sau này ông sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa nên nếu được vụt mất lần sau muốn tưởng tượng cũng không thể nghĩ ra được nét nào sinh động thế này đâu nguyệt nhìn thấy được tự quyến luyến trong đôi mắt dượng duy chúng rõ ràng đến mức cô muốn bỏ qua cũng không được cô nhận ra được người cô luôn gọi là dượng này có tình cảm khác biệt với mình đúng là bây giờ trong tâm trí cô có một chút rung động về những việc làm của ông ta nhưng sự rung động nhỏ bé này không đủ lớn để xóa đi được những việc ông ta đã gây ra cho cô dù tâm trí còn bị rối loạn chưa bình tĩnh nguyệt vẫn quyết định quay trở về phòng trọ của mình cô cảm thấy mình chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với dượng duy nguyệt đeo lên ba lô của mình chào tạm biệt các em rồi rời đi từ đầu đến cuối cô không nói với dượng duy một câu nào từ ngày nguyệt đi dượng duy chán nản đắm mình trong men rượu ông muốn dùng cồn rượu làm tê liệt đi hết mọi cảm xúc trên người mình. Thì cần đầu óc còn tỉnh táo một chút thôi, Dựng Duy không thể kiềm chế bản thân mình, không được nhớ về Nguyệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ông không thể kiểm soát được mình chạy đi tìm Nguyệt mất. Như vậy, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Ông không thể để mọi chuyện hỏng bét như vậy được. Đối với Dượng Duy, Nguyệt sau khi trở lại thành phố, cũng không thể tập trung vào làm việc gì, Cô luôn thất thần suy nghĩ đến chuyện gì đó, làm cái gì thì đổ bể cái đó, chẳng đâu vào đâu. Ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ, làm người cô hốc hác đi trông thấy. Lành và anh chủ quán, thấy cô gầy gò nghiêm trọng như vậy thì lo lắng, lành đợi khi quán đã vãn khách rồi mới dành thời gian nói chuyện với Nguyệt. Có chuyện gì thì bà có thể tâm sự với tôi, tôi biết được cái gì sẽ giúp bà tìm ra hướng giải quyết. Cứ bà có ôm khư khư trong lòng như vậy, chỉ làm bà thêm nặng người thôi, nào, nói cho tôi nghe đi. Nguyệt đang bó gối, đầu dựa lên trên đầu gối hết sức chán nản. Sau khi nghe thấy lời nói của lành, cô nghiêng mặt nhìn sang. Bà có thể giúp tôi, tôi lời khuyên được không? Lành đồng ý gật đầu. Thấy vậy, Nguyệt mới chậm rãi nói ra vấn đề nan giải của mình. Người đã từng làm tổn thương tôi, lại yêu tôi. Nhưng trong quá khứ, người đó lại âm thầm bảo vệ tôi tránh hết mọi điểm dữ. Bà nói xem, tôi phải nên làm gì với người đó đây? lành ngồi xuống bên cạnh nguyệt cô suy ngẫm một lúc hỏi nguyệt bà bây giờ còn hận người đó nhiều vì đã làm tổn thương bà không nguyệt nhẹ lắc đầu trước đó tôi đã không còn hận người đó nhiều nữa sau khi biết được những chuyện người đó đã làm cho tôi hận thù trong tôi đối với người đó càng vơi bớt lành yên lặng nghe hết câu trả lời của nguyệt sau đó lại hỏi vậy bà có rung động với người ta không có một ít nguyệt đáp chỉ một ít thôi sao nguyệt do dự không trả lời Cô nhận ra hình như trái tim mình đập vì người đó, không hề giống một ít như cô nói. Người đó làm hết tất cả mọi thứ vì bà, cho dù là hy sinh bản thân hay tài sản của họ, cũng không màng, thì chắc chắn là họ đã yêu bà nhiều lắm. Còn điều mà người đó làm tổn thương bà, tổn thương như thế nào thì tôi không biết. Nhưng nếu vì lý do người đó không biết thể hiện tình cảm với bà như thế nào Hoặc do họ không nắm chắc được việc bà có yêu thích họ không Nên vô tình làm tổn thương đến bà Là bởi vì họ chưa tìm ra được cách thể hiện tình yêu đúng đắn của họ thôi Bà có thể cho họ biết tình cảm của mình Hướng dẫn cho họ và nói với họ rằng Điều bà muốn thật sự là gì Chắc chắn họ sẽ vì bà mà thay đổi Tôi không nói đến trường hợp họ biết Nhưng vẫn cố tình làm bà tổn thương nhá Nguyệt ngẫm nghĩ Những lời lành vừa nói dù cô cũng không hiểu lắm những câu chữ lòng ngoằng đó Nhưng đại khái là người đó có yêu cô Thì là do yêu không đúng cách mà thôi Tâm trạng nặng nề Sau khi giải bày vất lành Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng Tinh thần có thoải mái hơn so với trước đó Tan làm Nguyệt trở về phòng trọ của mình Đi hết đoạn đường dẫn vào dãy phòng trọ Nguyệt sự người khi thấy bóng sáng Của người đàn ông đang đứng chờ cô Người đàn ông sau khi nhìn thấy Nguyệt Điếu thuốc đang hút dở trên tay Bị ném đi mất Dựng Duy đứng thẳng người, chăm chăm nhìn Nguyệt đang dần đi đến gần. Khoảng cách càng gần, đường nét trên khuôn mặt Nguyệt càng rõ ràng trong mắt người đàn ông. Không thể chịu đựng được nổi nữa, Dựng Duy từ hai bước thành một bước nhanh chóng đi đến chỗ Nguyệt. Khoảng cách chỉ tầm một cánh tay, Dựng Duy vươn tay kéo mạnh Nguyệt ôm vào lòng, cho dịu đi nỗi nhớ nhung những ngày qua. Cái mắt này, cái mũi này, cái miệng này và cả mùi hương ngọt ngào này đều làm dượng duy nhớ đến phát điên từng tế bào trên người đều kêu gào mong nhớ nguyệt bị người thô bạo ôm gỉ xiết lại dù bị xiết đến có chút đau cô vẫn cảm động rưng rưng nước mắt cảm xúc trong lòng trào dâng cô cũng nhớ người đàn ông này quá đỗi nguyệt vươn tay vụng về không biết nên làm cái gì cô lóng ngóng một hồi cuối cùng vẫn đưa tay ôm lại người đàn ông đó dượng duy được người trong lòng đáp lại ông mừng rỡ, không thể kìm nén, càng siết chặt Nguyệt vào trong lòng mình. Nhẹ thế thôi, tôi đau. Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở. Dựng duy như phải bỏng, giật mình buông tay. Cánh tay dù đã nới lỏng, nhưng ông ta vẫn không rút lại hai cánh tay của mình đang quàng trên người Nguyệt. Cô cũng không để ý đến chuyện đó, chậm rãi, cha chìa khóa vào ổ, mở cửa, đi vào trong nhà. Dựng duy không muốn bản thân lại tiếp tục kéo dài chuyện này nữa, Ông không thể chịu đựng nổi Cảm giác không có Nguyệt bên cạnh một lần nữa Dựng Duy hấp tấp Nắm lấy tay Nguyệt Tha thiết nhìn cô giải bày Tôi không là anh Anh yêu em Em có nguyện ý trở thành vợ anh không Những việc làm trong quá khứ Là do anh ngu dốt Không biết suy nghĩ cẩn thận Kiểm soát bản thân Nên đã làm ra những chuyện tồi tệ với em nhưng anh chắc chắn sau này sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa em có chấp nhận tha thứ cho anh không cho anh một cơ hội sửa chữa lại lỗi lầm của mình em đồng ý chứ dựng duy cầm lấy bàn tay nguyệt áp những ngón tay mềm mại của cô trên má cảm nhận hơi ấm truyền ra từ lòng bàn tay cô nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt của dựng duy hai người cứ im lặng bốn mắt nhìn nhau như thế trong đôi mắt của người đàn ông nguyệt có thể đọc tên được rất nhiều thứ tha thiết mong chờ khẩn khoản hồi hộp tất cả mọi thứ. Nguyệt sơ bàn tay còn lại lên, chạm nhẹ và sườn mặt bên kia của ông ta. Cô không trả lời ngay, cứ đặt tay trên mặt người ta như thế, đợi khi người đàn ông đã quá nóng ruột cho câu trả lời. Nguyệt sướn người hôn lên sườn mặt đang nghiêng của người đàn ông. Giọng cô mềm mại, rất nhẹ nhàng. Em đồng ý. Dượng Duy giang tay ôm trầm lấy Nguyệt, trái tim đang đập loạn nhịp này, nói rằng nó đã hạnh phúc như thế nào. Tình yêu, đúng là một thứ phép màu kỳ diệu nó rõ ràng không có tiếng động cũng không có hình ảnh lại có thể làm cho người ta vui sướng lâng lâng lên vì nó tựa như chất bột phấn gây nghiện khó dứt rõ ràng hai con người chẳng hề liên quan đến nhau lại có thể vì thứ mang tên tình yêu này cột chặt hết cả quãng đời phải chăng dây tơ hồng của nguyệt lão là có thật mới có thể cột người này lại với người kia Nguyệt sau khi xác nhận tình cảm với Dượng Duy, cô không còn gọi ông là dượng nữa mà chuyển sang gọi là chú. Dượng Duy rất không hài lòng với kiểu gọi này, muốn được cô gọi bằng anh, nhưng cô không chịu, ông đành chấp nhận. Biết sao được, ai bỏ Dượng ta phải lòng với một cô nhóc vừa đủ tuổi kết hôn chứ. Dượng Duy muốn làm cho Nguyệt một hôn lễ long trọng, nhưng Nguyệt chỉ muốn một hôn lễ ngoài trời lãng mạn cùng vài người bạn chứng kiến thôi. Dượng Duy lưỡng lự qua lại, xong vẫn đồng ý, chỉ là số khách mời nhân lên một chút mà thôi. Sau hôn lễ, Nguyệt vẫn như cũ, đến trường đi học, cô nghỉ việc ở quán trà sữa vì Dượng Duy nói không muốn cô vất vả, thật ra là vì ghen. Bé Bin, sau khi biết Nguyệt từ chị nay thành mẹ của nhóc thì vui lắm, lon ton đi theo sau, Nguyệt càng ngày trời gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Nguyệt bây giờ cũng mới biết bé Bin thì ra là con của vợ trước Dượng Duy chứ không phải con của ông với mẹ. Cô trước đây đã yêu thương thằng bé, bây giờ vẫn như vậy không hề thay đổi. Bà Ý Lan quay về dự đám cưới của Nguyệt, vài ngày sau lại đi. Nguyệt không biết mẹ mình đi đâu, nhưng cô không ngăn cản mà để bà tự do làm những gì bà muốn. Cô bé Châu hiện tại cũng đã chuyển từ cháu sang thành em vợ, vì Nguyệt chỉ có một cô em gái và rất thương em. Chuyện này Dượng Duy cũng biết rõ nên cô em vợ này rất được chiều chuộng. Giữa học kỳ năm 2, Nguyệt nghe tin chị bé bị nhà trường đuổi học vì vi phạm chuẩn mực của nhà trường còn sử dụng chất cấm. Lần cuối cùng Nguyệt gặp chị bé là trong một lần ăn trưa ở căng tin trường, từ đó thì không gặp lại nữa. Không ngờ chị ta lại bị đuổi học. Nguyệt thi đạt điểm khoa môn năm 2, tiếp tục học năm 3. Sau khi học xong năm nay nữa là cô có thể ra trường và đi dạy được rồi. Không ngờ đang học được nửa năm 3, Nguyệt phát hiện mình có thai. Không muốn còn nửa năm nữa lại phải bảo lưu học lại, Nguyệt quyết định sẽ mang theo bụng bầu đi học. Hai nhi vừa tròn năm tháng rưỡi, Nguyệt cũng tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Cuối cùng thì Dượng Duy không phải thấp thỏm lo lắng cho cơ vợ nhỏ ngang bướng của mình nữa. Nguyệt mang thai tháng thứ bảy, cô nhận được tin từ nhà nội chuyển đến. Sau 10 năm không liên lạc, bà nội đã bệnh quá nặng rồi, muốn con cháu trở về đông đủ bên bà trong những giây phút cuối đời. Nguyệt mới đầu cũng không tính trở về nhưng suy nghĩ lại cô quyết định sẽ trở về khi trở về nơi mà trong cả quá trình tuổi thơ không có một ngày tháng vui vẻ làm sao cũng thấy có chút bức bối dựng duy nắm chặt tay nguyệt truyền thêm động lực và sức mạnh cho cô đã 10 năm hơn trôi qua nơi này vẫn không có mấy khác biệt so với trước kia chỉ còn thay đổi mấy ngôi nhà vách tre thành tường gạch khi hai vợ chồng nguyệt từ trên xe hơi bước xuống ai trong gia đình nhà nội của cô đều quay lại nhìn ngóng có một vài người trước đây không hề đối xử tốt với cô chút nào, bây giờ lại quay sang súm xít như thể thân thiết lắm. Trong đám người, Nguyệt trông thấy bác hai, nay đã hom hem hốc hác hơn trước. Trên mặt đã bớt đi vài phần cay nghiệt, lại thêm vài phần khắc khổ lam lũ. Bác ta có lẽ vẫn còn nhớ những chuyện bản thân với cô, tự cảm thấy hổ thẹn. Bác ta chỉ đối mắt với Nguyệt vài giây, sau đó lùi thổi đi đâu mất. Nguyệt không nhìn thấy chị bé, nhưng nghe thím tư kể lại, chị ta theo trai, bỏ nhà đi biệt tâm cả năm nay, chưa thấy mặt. Sau khi vào thăm hỏi bà nội, Nguyệt nói với chồng muốn đi trở về ngôi nhà cũ của mình, Dượng Duy nghe vậy cũng theo sát phía sau cô, cùng cô đi thăm nhà cũ ngôi nhà cũ kỹ năm xưa nay vẫn không hề thay đổi thì khác là mái tôn được lập mới tường nhà gỗ vẫn còn được giữ nguyên như cũ nguyệt vừa đi xem lại những thứ kỷ niệm xưa vừa điềm tĩnh kể lại cho Dượng duy nghe những chuyện trong quá khứ của cô đi đến chỗ hàng rào mà cô suýt thì bị cưỡng bức ở đó và cả những lời buộc tội miệt thị của những người ở đó trong quá khứ nguyệt chưa từng quên một lời nào ở thời khác đó cả vậy đấy vậy mà những người đó vừa rồi còn tay bắt mặt mừng với cô đó. Những người đó quả nhiên sẽ không bao giờ nhớ được những lời tổn thương mà họ đã nói lúc đó. Thứ mà họ dễ dàng quên đi lại là thứ một người sẽ bị ám ảnh khắc sâu suốt cuộc đời không thể xóa bỏ được. Nguyệt kể lại đêm kinh hoàng đó cho Dượng Duy nghe, rồi cô nhìn thẳng vào Dượng Duy nói: "Cái ngày mà chú cướp đi lần đầu tiên của em đó, em đã rất đau đớn và khổ sở, thật sự đêm đó" làm em gợi nhớ lại những chuyện xảy ra của năm 14 tuổi đó. Nhưng sau đó em lại an ủi mình rằng ít giờ người đó là chú chứ không phải người khác. Em cảm thấy may mắn vì người đó là chú. Nguyệt nói xong, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt từ lúc nào không biết. Dựng Duy vẫn luôn canh cánh mãi trong lòng chuyện ngày đó. Chú hối hận vô cùng, thì ước sao có thể quay lại ngày đó để ngăn chặn mọi chuyện không xảy ra nhưng quá khứ đã qua sao có thể quay trở lại chú chỉ có thể dùng hiện tại và tương lai để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra tượng duy đang dỗ giải nguyệt nín khóc lau nước mắt cho cô thì lúc này trong nhà có người đi ra ai đấy giọng của người phụ nữ vang lên nguyệt đoán chắc đây là gì nga đúng thật người đi ra đúng là gì ta nhưng khác với vẻ mặn mà yêu kiều của ngày xưa nay dì nga già nua trông thấy rõ cho so ra tuổi tác dì Nga còn không lớn bằng chú Duy Nhưng bây giờ trông dì ta già hơn tuổi Tầm 12 tuổi Mái tóc trên đầu đã bạc phơ Dì Nga thấy Nguyệt cũng ngờ ngợ Dì ta không dám tin đây lại là con nhỏ gầy yếu Đen bẩn ngày xưa Về... về đi chơi à? Dì Nga gượng gượng cười hỏi Dạ con về đây thăm nhà Nguyệt nói Dì Nga mời cô vào trong nhà rót nước mời cô Nguyệt bảo Dì Nga không cần quá khách sáo, cứ bình thường là được. Nhưng dì Nga làm sao có thể cư xử bình thường sau những chuyện không hay đã làm trong quá khứ. Nguyệt thấy dì Nga cứ thấp thỏm không yên vậy, đành lên tiếng hỏi chuyện. Ba cháu đâu rồi gì? Sao cháu không thấy ông ấy? Dì Nga cười gượng trả lời. Ông ấy đi làm rồi, phụ hồ cho người ta, tầm giữa trưa là sẽ về. Nguyệt gật đầu, xem đồng hồ thì cũng gần trưa rồi, cô ngồi tán gẫu với dì Nga vài câu. Không lâu sau, cha đi làm trở về ác hoàn toàn với quá khứ cha hiện tại vừa đen vừa gầy da dính chặt vào thịt lộ rõ mồn một xương sườn thấy nguyệt cha ớ ra không khỏi bất ngờ nguyệt chào cha ngồi xuống cùng ông hỏi han vài điều cha hiện tại nói chuyện không còn sỗ sàng cộc cằn như xưa tính cách cũng hiền lành hơn trước ông nhìn nguyệt trầm ngâm vài giây rồi nói ngày xưa cha nông cạn không hiểu tình nghĩa sống bất nhân với các con cha hiện tại cũng không biết sống được bao lâu nhưng ngay lúc này cha muốn nói với con vài lời xin lỗi dù nó có chút muộn màng nhưng mà cha vẫn mong con nhận lấy rồi tha thứ cho cha nguyệt cảm thấy xúc động vì những lời bộc bạch tâm trình của cha trong ký ức cha chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng tử tế với chị em cô cả đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một mặt khác thế này của cha con đã sớm không để bụng chuyện này lâu rồi cha đừng bận tâm về chuyện đó nữa Hai cha con xúc động nhìn nhau, đôi mắt bị phủ sương mờ. Nguyệt không nán lại lâu, cô mang thai thật sự mệt mỏi nên không ở lâu được. Hai vợ chồng chào tạm biệt cha và dì Nga ra về. Trước khi đi, Nguyệt lấy ra ít tiền để lại cho cha mua chút gì đó, ngon về tầm bổ. Nhìn cha thật sự gầy quá rồi. Cha không muốn nhận nên cứ đùn đẩy mãi. Cuối cùng Dượng Duy phải lên tiếng thuyết phục, ông mới chịu nhận. Ngồi trên xe, trở về nhà, Nguyệt nghĩ về cha lại rơi nước mắt. Trên đời này, thật sự có công có quả, gieo nhân nào sẽ nhận quả đó. Những người năm xưa từng gieo nhân ác, bây giờ ai cũng nhận phải trái đắng mình gieo ra. Bác Hai, bà nội, dì Nga và một số người khác nữa. Bác Hai thì cuộc sống nghèo khổ, con cái nghiện ngập không quan tâm, bà nội đông con đông cháu. Cũng không ai chăm sóc, nằm thui thủi một mình Cha và dì Nga thì đã già, vẫn phải đi làm, nuôi thằng con phá ra chi tử, nhà đã nghèo, nay lại càng nghèo hơn. Nguyệt nhìn vào những tấm gương đó, cô đưa tay đặt lên bụng khẽ vút ve. Cô sẽ không sống vô tâm, vô trách nhiệm và để con mình phải trải qua tuổi thơ bất hạnh giống như những người đó. Đang suy nghĩ miên man, bàn tay buông lỏng của Nguyệt được người ta nắm lấy. Nguyệt nhìn dưỡng duy, mỉm cười hạnh phúc. Em còn có chú mà, đúng không? Dượng Duy liếc nhìn qua Nguyệt rồi lại quay sang tập trung lái xe. Đúng vậy, bàn tay hai người đan chặt vào nhau, chẳng chừa khe hở, nhịp tim rõ ràng phát ra từ hai phía. Nhưng tự điểm tiếp nối giữa bàn tay nắm chặt của họ, hai điểm đã hòa thành một rồi. Quý vị và các bạn thân mến, không thể lấy tình yêu để biện minh cho hành động của người cha Dượng. Cũng chẳng thể lấy tình yêu để biện minh cho cô con gái lại quay sang say đắm chính kẻ đã hại mình chúng ta chỉ có thể tự an ủi rằng cuộc đời nguyệt cuối cùng cũng đã không còn sóng gió nhưng có lẽ mai kia nếu có người nào đó vô tình nhắc đến mối quan hệ nhạy cảm của cặp đôi cha dượng con vợ này thì chắc hẳn họ vẫn không thể nào không đỏ mặt và ngậm ngùi cho sợi dây tơ hồng đã trói buộc những con người cháy khoáy audio chuyện hay không cổ vũ cho những gì trái ngược với truyền thống thì muốn qua câu chuyện gửi tới cuộc đời một chút xót thương cho những số phận nhiều cơ cực và nhiều trái ngang. Hãy cùng với audio chuyện hay chia sẻ cảm xúc và suy ngẫm của mình về câu chuyện các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại.